linh đã tươi. Khi tâm đành lễ thập phương tam thế chư Phật. Bán đồ nhi phế mà thôi, nửa đường gãy gánh mà thôi, không thể đi tiếp tục, bởi vì nó rất khó, trong cuộc đời này rất khó. Nó cần một sự hy sinh đến tận cùng. Ví dụ như bây giờ tôi nói tăng ni hay là bất kỳ một chư vị Phật tử nào lập ra một ngôi chùa, đương nhiên cái ý định ban đầu là rất tốt, lập ra để cho mọi người đến tu hành, tu tập. Nhưng mà về sau, ở trong cái quá trình tiếp xúc hàng ngày, những khó khăn xảy ra, những thiếu thốn, những đủ thứ chuyện nó lại xuất hiện bất ngờ, thì lúc đó cái Bồ Đề Tâm của mình bị chao đảo. Lúc đó không còn Bồ Tâm Đề Tâm nữa, đừng có nói là Bồ Đề Tâm chao đảo thì mang tội. Cái đó lúc đó không thấy Bồ Đề Tâm đâu nữa, mà người ta từng nói là Bồ Đề Gai. Xin quý vị, người ta thường nói là Bồ Đề Gai chứ không thấy Bồ Đề Tâm đâu nữa. Thì lúc đó bao nhiêu chuyện nó lại xảy ra và phiền não dính hết tới người này tới người nọ. Cho nên bất kỳ con Phật làm một việc gì, trước tiên mình phải xét thay xem thử mình đủ cái năng lượng mạnh mẽ đó hay không. Tại vì Bồ Đề Tâm cũng là một năng lượng. Năng lượng đó mình có đủ để cho phép mình làm việc tới cuối đường hay không? Hay là nửa đường đứt gánh? Cái chuyện đó là của mỗi người, chúng ta không bàn ở đây. Như vậy, trở lại cái câu chuyện của Ngài hôm trước. Thì cái gì Ngài đã làm cho Ngài thương con vật, hai con vật, con chó và con dòi đó? Thì đó là cái tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng chính là tâm thanh tịnh, mà thanh tịnh tâm tức là Phật tánh. Ngài đạt được cái chỗ đó rồi, đó là chính là Pháp thân. Thầy cũng có nói tiếp không ạ? Rồi, A Di Đà Phật. Quý vị cho trọng ở tay. Xin tán thán là cái việc làm của Ni Sư. Tại sao Thầy Minh Tâm nói tán thán việc làm của Ni Sư mà không nói tán thán công đức? Tại vì cái việc làm của Ni Sư không có công đức nào hết. Tại sao không có công đức? Tại vì Ni Sư đang làm cái việc là bắt chước Thầy Minh Tâm, cố gắng bắt chước Thầy Minh Tâm. Mà bắt chước thì không giống Thầy Minh Tâm. Quý vị thấy rõ ràng không? Tức là không nói về nội dung là nó rối bùng bùng hết. Nhưng mà cái tâm nào để cho Ni Sư nói như thế? Là cái tâm cố gắng nói hết, nói cho trúng cái ý của Thầy Minh Tâm. Thầy Minh Tâm là Thầy Minh Tâm, Ni Sư là Ni Sư. Như vậy thì tất cả những cái bài giảng của Thầy Minh Tâm suốt mấy tháng này á, mục đích là để cho quý vị nhìn thấy cái tâm của quý vị, chứ đâu có muốn cho quý vị nhìn thấy cái tâm của Thầy Minh Tâm đâu. Quý vị nương theo lời dạy của Đức Phật để tìm ra cái tâm của quý vị mới chứng. Quý vị nương theo lời Đức Phật dạy, bắt chước y như Đức Phật, không bao giờ chứng. Tại vì Đức Phật là Đức Phật, Ngài tu vô lượng kiếp rồi. Quý vị tu kiểu khác, không sao bắt chước Ngài được. Quý vị nương theo đó. Đức Phật nói bỏ tham sân si nha con. Mình bỏ tham sân si thì mình chứng. Chứ mình bắt chước như Ngài sao được? Cung vàng điện ngọc bỏ rồi đi vào trong rừng 6 năm, mình đâu có làm được mấy cái chuyện đó. Bây giờ ở đây mà nước nó cúc một cái là thấy phiền não rồi, mấy lần không có là thấy nổi sân nổi si lên rồi, làm sao bắt chước Ngài được. Cho nên Thầy Minh Tâm là Thầy Minh Tâm. Khi Ni Sư nói
Chúng tôi chỉ chú ý có một việc là cái tâm nào khiến ni sư nói. Cái tâm đó là cái tâm cố gắng bắt chước thầy Minh Tâm. Thì cái tâm mới gọi là tâm gì, quý vị biết không? Không phải, cái tâm mà cố gắng bắt chước thầy Minh Tâm, cái tâm gọi là tâm gì quý vị biết không? Tâm khỉ. Con khỉ nó cứ bắt chước phải không? Rõ ràng phải không nè? Cái tâm khỉ. Con khỉ nó cứ bắt chước, chứ cái thứ khác nó bắt chước. Như vậy mới là thầy. Phải không nè? Rõ ràng chưa? Thành thử ra sinh tử là ở chỗ này nè. Mình không đủ công lực như Phật, mà mình bắt chước như Phật thì không bao giờ thành. Mình có thể nghe lời Phật dạy rồi làm theo lời Phật chỉ, làm được tới đâu hay tới đó. Bởi vậy Đức Thế Tôn mới chỉ 84.000 pháp môn để cho 84.000 phiền não để cho chúng sanh, tại vì chúng sanh nó vô lượng. Ngài tùy duyên, Ngài nói bệnh nhức đầu không thể nào lấy thuốc đau bụng được, cho nên bắt chước y như Đức Phật không bao giờ thành đâu. Phải hiểu Đức Phật rồi áp dụng thì mới thành. Bởi vậy Phật mới nói kẻ nào tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Nặng lắm quý vị. Con Phật mà nghe nói vậy thì tay chân rụng rời hết. Kẻ nào tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Tại sao? Tại Phật muốn các con đều thành Phật. Và bây giờ nó không, con giờ chỉ muốn Nam Mô A Di Đà Phật, con được sơ cái gì sơ cái gì đó, rồi thượng phẩm thượng sanh này kia là cao lắm rồi. Trời đất ơi, con mà được vô cái sơ thôi là con thấy con mừng rồi. Quả cực lạc Đức Phật A Di Đà đang chờ, mà cái bằng cái gì hạ phẩm hạ sanh mà con vô được tới đó là con mơ rồi. Còn mấy người ngồi thiền nó, trời ơi, bây giờ con chỉ cần chứng được cái sơ thiền thôi, tức là ly dục ly ác pháp, có cái hỷ lạc là con mừng rồi, con bước vào dòng thánh rồi. Quý vị nghe lại thầy Minh Tâm giảng về tứ thánh quả, tứ đạo hoàn, tứ đạo hàm, a la hàm, a la hán, nó là những cái gì, nói rất rõ. Có rồi, quý vị cho nghe đi, trong này có một người đã phát tâm cũng in ra mấy cái đĩa này, mà không biết tâm người đó sai sử làm sao mà in ra mấy cái đĩa này. Nhưng mà không phải công đức đâu, in đĩa này chưa phải là công đức, có phước đấy. Kiếp sau là đẹp gái hơn, gặp lại ông chồng cũ rồi ông cưng chiều hơn này kia, chứ còn mà nói liễu đoạn sanh tử thì không. Phật nói rất rõ, trong chúng sanh đều có Phật tánh, các con hãy coi kỹ đi, các con sẽ thành Phật. Nhưng mà quý vị thấy con Phật nào giống Phật nào không? Ở trong kinh nói nè, Phật này Phật kia đủ hàng vô lượng số Phật. Thế các Phật ở đâu? Chính quý vị đó, mỗi một người vì có một đặc thù cho nên thành một cái Phật khác nhau. Nhưng không có nghĩa là khác đẳng cấp, đều có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả là bản chất. Nhưng mà tướng thì là khác. Cả hàng vô số lượng Phật, thế các Phật ở đâu? Ở nơi tâm của người hành giả. Vì tâm hiện lượng so đo cho nên sanh ra các Phật khác nhau. Thế thì cái bài học mấy hôm nay chỉ nói có một câu à. Tại sao tu? Tu như thế nào? Hả? Tu cái gì? Có mấy nhiêu đơn giản thôi. Đâu cần gì phải tóm tắt những cái mà cố gắng như là thầy Minh Tâm nói là để hoa hòe, hoa khói, nhiều lúc đánh lạc hướng người ta, cho coi cái tâm người ta nó lăng xăng như thế nào đâu. Thầy giảng là thầy đều quan sát, coi từng người cái tâm của quý vị như thế nào, để mà trợ duyên giúp cho quý vị thấy cái tâm của quý vị. Nếu có giảng hay mà quý vị không thấy được cái tâm của quý vị thì thầy chỉ là cái con chồn nữa, mà 500 năm làm kiếp chồn, không hoàn thành trách nhiệm. Ngài Địa Tạng nói ta thề chừng nào chúng sinh nó thành Phật hết, ra khỏi địa ngục thì ta mới thành Phật. Thế thì bây giờ quý vị không thấy được cái tâm của quý vị ở đây ngoài rong chơi ngoài thầy Minh Tâm đâu có đi nổi. Bao khổ đế chứ không phải khổ đế. Cho nên nói thì nói nhưng mà canh chừng, coi cái tâm nào sai sử nơi quý vị, nó thể hiện trên mặt, trên cử động, trên lời nói. Rồi từ nơi đó nương theo đó tạo duyên lành để cho quý vị thấy được cái tâm của quý vị. Cũng như Đức Phật chỉ thôi, nói đấy cái tâm nhà ngươi đấy, nhưng mà Đức Phật đâu có thể nó móc cái tâm nó ra mà nói nó thành Phật được. Đức Phật không thể nào biến quý vị thành Phật được. Đức Phật chỉ cho quý vị đây, cái tâm của quý vị đây, và làm như thế này nó thành Phật. Tức là chỉ cho quý vị biết rằng là vàng đang lẫn ở trong cát, trong đá, trong sỏi, bây giờ bỏ tinh luyện luyện kim như thế nào để nó biến thành vàng ròng. Đó là Đức Phật chỉ cho mình, còn mình nó luyện hay không được nơi mình. Cho nên
bắt chước thầy Minh Tâm mà không giống thầy Minh Tâm thì nó gọi là tâm, bây giờ có cái tên tâm mới là tâm khỉ. Hôm trước tâm ghen, tâm sợ, bữa nay có thêm tâm, tâm khỉ, tức là bắt chước người ta. Bắt chước làm chi vậy? Bắt chước làm chi vậy? Thế nào? Ma là ma, Phật là Phật, bắt chước sao được? Quý vị thấy chưa nào? Đấy. Phải hiểu được cái điều đó. Cho nên Đức Phật mới nói kẻ nào tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Bắt chước Phật là phỉ báng Phật. Phải tin Phật và hiểu rằng là Phật dạy cái gì, áp dụng những cái điều Phật dạy làm cho mình thăng hoa trở thành Phật, thì cái đó mới là đền ơn chư Phật. Còn giờ nói Phật 6 năm khổ hạnh rồi mình cũng nhịn đói 6 năm, ở đây mà nhịn đói một ngày nó xỉu rồi cái sao xe ambulance nó lại, nó mất công lắm, phải không nè? Không làm ngày. Thế rõ ràng chưa? Cho nên bắt chước là tâm khỉ. Bữa nay chúng ta có thêm cái tâm nữa. Ủa không ai vỗ tay hết trơn. Ai vỗ tay đâu? Con vỗ tay. Con không có. Tại sao không vỗ tay? Tại vì con bắt chước người khác là người ta vỗ, con vỗ là phải không? Bắt chước người ta làm mình cũng làm là tâm khỉ. Là tâm khỉ. Là con không có làm. Con thì con không có dự được mấy cái buổi tuần trước, nhưng mà cái câu hỏi của con đó, con thưa với thầy rồi thầy mới cho phép cô ni sư trả lời là tuần trước thầy dạy cái gì, thì bây giờ cô cứ repeat như là một cái recorder đó, là thầy dạy tức là bắt chước. À, thì tại vì cái lời con hỏi không, nhưng mà mục đích á, nói thầy dạy cái gì, thầy đâu có dạy mấy cái đó. Thầy dạy là quý vị muốn cái gì, quý vị nói quý vị muốn tu, thầy hỏi chứ tu cái gì, tu tâm, tâm ở đâu, móc ra xem rồi mới tu được chứ, đơn giản vậy thôi. Cô cố gắng lặp lại tất cả các văn tự chữ nghĩa mà thầy nói, cái đó là lìa tướng lìa văn tự, là cái mục đích của thầy. Mà giờ cô đem cô khiêng cái đống rác nó quay trở lại bỏ trong nhà thì A-di-đà-phật, tâm đó là tấm tâm khỉ, bắt chước đi hết. Cái tế... quan trọng là cái tâm đó là mình nhận diện ra rồi mình tu ngay cái chỗ đó. Khi mà thầy cho phép cô trả lời đó, rồi cô repeat những cái gì thầy dạy đó, con confused. Đấy. Con. Nhưng mà cái tâm gì làm cô tâm tình confused? Con không biết cô nói cái gì. Tại sao không biết cô nói cái gì? Đây, phân tích đi sẽ thấy nè. Tại vì không có đúng cái mà nó lao nhau lào nhào, không phải nó lao nhau lào nhào, nó không có một cái trả lời mà con muốn nghe. Thầy nói với ni sư, nói ni sư hoan hỷ tóm tắt theo cái ý của ni sư những cái bài học qua, tức là nói bằng cái ngôn ngữ của ni sư, diễn tả bằng cái ngôn ngữ của ni sư chứ không nói bằng ngôn ngữ của thầy. Ni sư không phải là thầy, không bắt chước được, nhưng mà nói để cho đại chúng hiểu, tức là nói phải tương ứng với tâm của đại chúng. Ni sư cố bắt chước giống như thầy, thành thử ra nó rối. Mà tại sao cô lại rối, cô không nghe được? Đây, phân tích cái tâm của mình nè. Cái tâm nào làm cho cô rối, cô không nghe được? Nếu như thầy nghe thầy vẫn hiểu, tại sao cái tâm thầy thanh tịnh, thầy không có vướng mắc cái gì hết? Chúng sai thầy không có màng, thầy đâu có đếm xỉa cái đó. Thành thử thầy không có dính, mà thầy không dính thì thầy nghe rõ cô nói gì chứ. Thầy lấy được cái bí mật, cái khẩu quyết rồi thầy đem thầy làm cho cái của thầy chứ. Nào thế thì cái tâm gì làm cho cô tâm tịnh bị xào xáo mà nghe không rõ? Đây là cái quan trọng nhất, là phải biết mình, biết cái tâm của mình. Đi tìm nó mất rồi. Không. Trước khi nhờ ni sư thì cô tâm tịnh nói rằng con muốn nghe lại. Tức là tự mình thiết kế ra một cái mẫu mực về cái expectation là cô muốn nghe một cái gì đấy. Và cái gì đấy là cái hy vọng mà tôi sẽ nghe được. Tức là có cái expectation, có cái tiêu chuẩn, có cái phạm trù, có cái khuôn. Mà bây giờ nó lọt ra nó không trúng cái khuôn đó, cho nên nghe nó rối. Tại vì mình có cái expectation, có nghĩa là cái tâm đó đã bị
predetermined, tức là nó đến đích rồi, nó phải như thế này. Mà hễ có cái khung mà có cái tâm mà nó ở trong cái khung đó gọi là tâm tù, nó bị nhốt trong cái phạm trù đó rồi, nhốt vào trong cái bối cảnh không gian thời gian và ý tưởng đó rồi. Cho nên á, mình không có thông dong tự tại. Và ở vào cái chỗ đó cho nên mình thấy cái gì nó cũng trật hết á. Ở trong chùa cái gì cũng trật, thắp nhang cũng trật, gõ chuông cũng trật, cái gì cũng trật hết. Tại vì mình có cái phạm trù riêng của mình. Mình nói con người phải sống như thế này, nhà tu thì phải cạo đầu. Mà nếu nhà tu không cạo đầu thì sao? Bây giờ quý vị thấy Tổ Đạt Ma có cạo đầu không? Mấy cái hình đó, ngài để tóc á. Rồi ngài có phải là Phật không? Đừng nói giỡn à, đừng nói là ngài không phải Phật à, tội chết à. Ngài là đại sĩ Quán Âm, Quán Âm đại sĩ. Ngài là Đức Quán Âm, Phật Quán Âm đó. Nhưng mà ngài thể hiện ra cái thân nam như vậy đó, rồi tóc để vậy đó, rồi đừng có nói không phải là Phật. Đấy, thế thì chúng ta chấp tướng, chúng ta kẹt, chúng ta có cái phạm trù, nó phải như thế này, phải như thế kia, gọi expectation. Mà nếu như cái lời nói bên đây không tương ưng với cái expectation của mình thì mình hoang mang, mình không biết nói gì. Đó cũng chính như thế, cho nên khi á, ngày Tổ Đạt Ma thì Lương vào đây hỏi ta xây chùa 82 kiện chùa in kinh như vậy có chút công đức nào không? Có nghĩa là có một cái tiêu chuẩn về expectation. Mà khi Tổ nói chẳng có công đức nào hết thì nổi giận, tại vì nó không trúng cái mình nghĩ. Thế cái mà mình đặt ra và mình nói nó phải như thế này, cái đó gọi là cái gì? Cái đó gọi là ngục tù trí tuệ. Nó trí tuệ đấy, nhưng mà nó là ngục tù, nó nhốt mình vào trong đấy. Mình nói tôi phải như thế này, tôi phải như thế kia. Cho nên khi chồng tôi chết tôi đau khổ, khi chồng tôi không cho tôi đi tu tôi buồn 7 ngày tôi ăn cơm không được. Nhưng mà nói vậy chứ 7 ngày không ăn cơm cũng được, mà ngày thứ 8 cũng ăn ngon. Không tu được không sao, mất chồng không chịu được, nhưng vẫn biết rằng ông chồng chỉ là cái thùng phân biết đi. Và sanh tử thì không biết lúc nào, không biết trong một sát na là ông đi. Mà khi ông đi rồi mình cũng không chui vô hòm với ông được. Nhưng rời ông nửa bước thì không được đâu nha. Nói bây giờ con đi tu theo thầy để đi tu theo Phật để mà giải thoát. Không, con không có ông xã con được. Tại sao vậy? Tại vì mình đặt cho mình cái phạm trù. Mình nói cái tiêu chuẩn nó phải như thế này, làm con người phải như thế này. Tại sao bạn Long Quẩn có vợ có con mà giải thoát? Tại vì nó không dính. Có mà coi như không thấy cái gì cái dính mắt hết á. Tại vì ông biết rất rõ khi ông chết ông chui vô hòm, vợ ông chui vô theo. Có mà không dính. Ở với nhau có 10 đứa con, họ dính không? Dính thì tại sao mà ông chui vô hòm mà mình không vô? Dính nó phải theo chứ. Nó không có dính cái gì hết á. Ở tới có 10 đứa con, ở 50 năm đi chăng nữa, rồi thầy Minh Tâm hỏi chứ có dính không? Nó dính chứ, trời ơi, 10 đứa con không dính dáng nhau. Hỏi vậy chứ nghiệp ai người đấy? Người đấy chịu dính ở chỗ nào? Người có trí tuệ nói đi. Cô làm cô chịu từ nghiệp, ổng làm ổng chịu nghiệp, cô thay được không? Không. Thì nó dính chỗ nào? Người có trí tuệ phải hiểu rõ. Ở trong các pháp mà không dính pháp nào cả. Kinh Vi Ma Tịch chúng tôi giảng rồi. Nào thế thì á, ni sư từ bi hoan hỷ cố gắng nói, nhưng mà nói lại những cái điều mà cái tâm đầu tiên là muốn bắt chước thầy Minh Tâm. Mà ni sư quên rằng á, thầy Minh Tâm chỉ yêu cầu là ni sư tóm tắt lại bằng cái lời của ni sư, tức là hiểu sao nói vậy là trực tâm. Cũng như Đức Phật hỏi ngài A Nan vì lý do nào ông đi tu, ông lấy cái trực tâm ra nói thì ông trả lời công queo vong queo. Thì ni sư cũng vậy, trả lời công queo. Rồi cái tâm của cô Tâm Tịnh lại nói tôi hy vọng rằng là tôi sẽ thấy một cái bức tranh nó như thế này này dễ hiểu. Ai về đâu nó không trúng cái bức tranh đó thì cô nói confused. Chứ cô nói rõ ràng có confused chỗ nào, thầy Thanh Tịnh thầy nghe thầy hiểu hết, không có cái gì bỏ hết. Thế thì bây giờ mình mới khám phá ra được cái tâm của mình. Trong đời sống hàng ngày chúng ta chấp thủ nhiều, chúng ta nói cái này nó phải như thế này, cái kia nó phải như thế kia. Bây giờ chế cái mỏ này nè mà nó giống như cái chuông, chúng ta cân lên nó, ủa cái mỏ đó, cái mỏ, cái chuông tại sao nó giống vậy? Nhưng mà nếu bây giờ tôi lấy cái này tôi chế ra bằng đồng tôi gõ, nó có kêu giống cái này không? Bảo đảm giống như vậy. Tức là sao? Là cái dục. Chính cái dục đó khiến chúng ta thành Phật hay không thành Phật. Bản chất chúng ta là có Phật tánh rõ ràng, nhưng mà không biết dục thì nó là cái đồ vứt đi, nó là cái thùng rác ha. Đó là cái gì nữa? Bây giờ đó quý vị thấy đối đãi trong xã hội này,
đưa một cái thí dụ quý vị biết liền. Quý vị hàng ngày đó, đi ra chợ mua đồ ăn uống, nó còn dư lại gì quý vị biết không? Rác phải không? Những đồ dư gọi là rác, nào plastic, nào giấy, nào đủ các thứ. Thì quý vị làm gì với cái đó? Dục thùng rác, rồi mong nó lại chở nó đi. Còn nếu nó lại chậm thì kêu nó lại cho tiền, thì kêu nó chở nó đi. Phải không? Rác cái gì? Không muốn gì nữa nữa. Phải không? Rõ ràng cái gì? Rồi quý vị có rác ở trong người nữa, nó nằm trong cái bao tử này nè, mà nó đi tới toilet rồi muốn nhấn nút đừng có dòm nó nữa. Thấy là thấy cái mùi là không chịu rồi, nhấn nút mày đi luôn đi, tao không muốn dòm mày nữa. Nhưng mà nó ở đâu ra? Nó ngay trong cái bao tử của mình nè. Nó là phần của cơ thể mình, nhưng mình chối bỏ nó. Cái tâm nào sinh ra ở chỗ đó? Thấy chưa? Tâm nào sinh ra chỗ đó? Trần chấp nước, sắc thinh hương vị xúc, mình bị ngũ quẩn đứng lỡ. Cho nên mình nói là cái pháp đó là có. Cho nên trong bài tâm kinh mới nói bất cứu bất tịch, bất tâm bất giả. Mình tụng hoài mà mình có ứng dụng được đâu. Tụng hoài mà không ứng dụng được, tức là có một thỏi vàng rất là lớn nhưng mà không biết chế biến làm nữ trang. Không có cái dục, mà không có cái dục thì không thăng hoa, không thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Thoát hay không thoát ở chỗ dục này. Chư Phật mười phương ba đời cũng xuống đây để nói các ngài có thương gì chúng sanh đâu. Chẳng qua nó như cái thỏi vàng, không dùng thì nó dục đi, mà càng dùng thì nó càng thăng hoa. Cho nên các ngài xuống rồi, các ngài tu tập và các ngài lại thăng hoa hơn nữa. Tâm từ lại phát triển, tâm bi phát triển, diêu dục. Mà mình không thấy, mình dùng sai. Dùng sai là như ni sư giờ nghe nói vậy, khởi đầu lên cái tâm sợ. Phải không? Khởi đầu lên cái tâm sợ. Tâm sợ là căn bản, tức là nó không đầy đủ vững tin nơi mình. Khởi lên cái tâm sợ. Cái tâm thứ nhì là cố gắng bắt chước. Và chúng tôi đặt gọi tên là tâm khỉ. Xin lỗi ni sư, nói đùa thôi, đừng có nổi giận. Nói giận thì cái tâm đó là tâm sân. Tức là chấp có nhân ngã chúng sanh thôi dạ. Tôi cũng biết thầy mà. Phải không nào? Cho nên ngay nơi đó mình phát hiện ra là chính mình. Bồ đề quán tâm pháp là chỉ cho quý vị thấy rõ quý vị là ai, cái bản chất quý vị là như thế nào, để rồi quý vị bước thẳng vào cửa đạo. Cho nên tại sao á, Tổ Đạt Ma nói với Lương Bồ Đề, ông xây mấy chục kiển chùa vất đi chẳng có công đức nào hết. Tại thấy sai. Thấy người ta xây chùa cũng xây chùa bắt chước. Còn người xây chùa trong cái thể thanh tịnh như ngài Cấp Cô Độc xây cái tịnh xá cho Đức Phật ở, công đức vô lượng chứ. Sao không có vô? Tại vì tâm thanh tịnh, xây cái tịnh xá kỳ viên cho Đức Phật ở và các chư tăng ở, không hề mong cầu cái gì hết. Nói cho con chỉ, trời ơi, con thấy con phục các ngài quá. Con thấy con muốn làm cái gì đó cho các ngài mà không hề đòi hỏi, mà cũng không hề nghĩ tới công cán, không hề nghĩ gì hết. Tâm hoàn toàn thanh tịnh thì đó gọi là công đức. Cấp Cô Độc là công đức vô lượng, cho nên ở chư thiên trên trời mới xây cái tòa nhà gấp 10 lần. Còn Lương Võ Đế xây 82 kiển chùa tổ nó không có công đức nào hết, tại vì xây được mong cầu. Tôi xây đi mọi người phải biết nha. Cũng như mình đi tu đó, tôi phải cạo đầu để cho quý vị biết nha. Năm nay tôi được tấn phong hòa thượng rồi nha. Quý vị phải gọi hòa thượng, gọi ôn, đừng có gọi trật không được nha. Tức là kẹt hết. Phải không nè? Ni sư đầu tiên nó mang cái tâm sợ, không biết là mình nói trúng hay trật, cố gắng nói. Mà bây giờ nói, bây giờ chỉ có một cách nói, thấy thầy Minh Tâm nói, người ta nghe người ta thích. Bây giờ cố gắng bắt chước thầy Minh Tâm, đó là tâm khỉ, tâm bắt chước. Từ cái chỗ tâm bắt chước mà không có khả năng bắt chước thì giống như người muốn đi cứu người chết đuối mà không biết bơi, thì chết chìm trước khi mà đụng tay tới cái nạn nhân. Thấy không? Sanh tử luân hồi là cái chỗ này nè. Không phải nơi nội dung, không phải nơi tướng, không phải nơi lời lẽ, mà quan trọng là ở ngay cái tâm phát sinh. Rồi một người khác muốn nghe, nhưng mà cái phạm trù của mình nó như thế này, mà bây giờ người ta nói không rớt, trong cái phạm trù nó rớt vòng vòng á, mình nó rối quá. Tại sao vậy? Tại vì mình nghĩ là nó phải như thế này, phải như thế kia. Con gái nó phải để tóc dài, con trai nó phải để tóc ngắn, mặc quần short. Nhà tu thì phải cạo đầu. Bây giờ thấy một cái ông nào không cạo đầu, mai mốt thầy Minh Tâm để tóc dài cho ta, mặc quần jean á, rồi quý vị nói cái ông đó không có tu. Hôm qua chúng tôi đã nói rồi, Đức Thế Tôn sau khi chứng quả Phật, ngài 45 năm ngài đi thuyết pháp,
Ngài đi chân không. Ngài đi khắp hết bộ lạc này, bộ lạc kia, gần 400 mấy chục bộ lạc, gần 500 bộ lạc ở chung quanh đó Ngài. Đem cái giáo lý ra Ngài giảng dạy cho mọi người. Trong 45 năm Ngài có ăn không? Ngài có ngủ không? Để xin lỗi quý vị, Ngài có đi toilet không? Thế thì cái lúc Ngài ngồi trên cái chỗ toilet đó, Ngài là ông Phật đi toilet hay là cái ông người thường đi toilet? Quý vị dám nói không? À, cái chỗ đó thôi, một chút xíu đó thôi mà thành Phật. Mà nếu không biết thì một chút xíu thành súc sinh. Rõ ràng ông Phật đi toilet chứ đâu phải người. Tại vì Ngài biết rất rõ từng cử động của mình, từng cái hơi thở của mình. Tất cả các việc làm ở trong cái 18 pháp cộng đó, ở trong Kinh Nikaya Đức Thế Tôn đã, Như Lai đã nói rất rõ. Như Lai có 18 pháp cộng và tất cả các việc làm của Ngài đều có trí tuệ. Chúng ta làm chúng ta có trí tuệ không? Không. Thấy, thấy đau bụng nó chạy vô toilet, xịt nó xuống cái nhấn nút cho nó chạy đi. Ngài không có, Ngài thông dong, Ngài biết rất rõ. Ngài cầm cái chén cơm lên ăn, Ngài biết rất rõ Ngài đang ăn. Tức là việc làm của Ngài đều có trí tuệ. Không? Ở cái chỗ đó mới gọi là Phật chứ. Phật ăn, Phật ngủ, Phật đi toilet. Còn nếu như chúng ta lăng xăng thì là phàm nhân, tâm súc sanh mà. Chúng ta nhận diện rõ như vậy, chỉ có một tích tắc đó thôi mà bước vào được hay không bước vào được, có thế thôi. Cho nên á, việc đầu tiên chúng tôi nói quý vị liệt tướng là đừng có chấp, đừng có bắt chước. Phật nói nghe rồi thực hiện lại theo cái điều kiện của mình, cơ thể mình, gia đình mình, hoàn cảnh của mình. Đừng có nói Phật nói bây giờ phải bỏ, buông bỏ hết. Nói chồng tôi cũng đau, cũng sắp chết rồi, bây giờ bỏ đi thì tôi bất nghĩa. Phải không? Bất nghĩa đâu thành Phật. Nhân thừa phải có thì mới thành Phật thừa chứ. Cho nên tôi vẫn chăm sóc cho ổng, nhưng mà tôi không có dính mắt. Ổng có bệnh nhưng mà tôi không đau đớn ở trong lòng, tại vì tôi biết sinh lão bệnh tử là thường. Tôi vẫn chăm sóc tròn cái nghĩa vụ làm con người. Đứa con tôi nó sắp chết, tôi vẫn chăm sóc nó. Tôi bỏ nó vào hòm, tôi không khóc, là tại vì tôi biết sinh tử là chuyện thường. Còn nếu không có tôi đau xót, cả 10 ngày tôi ăn cơm nổi, ngủ nổi, thì là tôi khùng, tôi điên, tôi chạy theo cảnh. Phàm phu và Phật chỉ có một chút đó thôi. Cũng một cử chỉ giống như nhau. Cũng một cử chỉ giống như nhau. Đức Phật sau khi Ngài chứng đắc, Ngài quay trở lại việc đầu tiên là gặp vua cha, thuyết giảng cho vua cha nghe. Làm gì vậy? Ai nói là báo hiếu đâu? Ai nghĩ là báo hiếu? Nói đi. Con nghĩ là báo hiếu. Đức Thế Tôn đã nói chúng sanh đều là quyến thuộc của nhau, cho nên cái hiếu đó không phải giới hạn trong cái Phật hiện tiền, trong cái cha mẹ hiện tiền, mà trong cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Thế thì báo hiếu chỗ nào? Phật dạy mà. Phật dạy chúng sanh đều là quyến thuộc của nhau vô lượng kiếp. Có thể người này kiếp này nhìn thấy là anh chị em, biết đâu tiền kiếp đã là mẹ của mình. Bây giờ nói đi, báo hiếu chỗ nào? Thấy chưa? Nhưng mà Đức Phật vẫn đi về thăm phụ vương, và khi ông bệnh vẫn chăm sóc. Rồi khi chết đó, chính Ngài đưa vai kiêng cái quan tài đi. Cái đó thể hiện cái gì? Đạo hiếu à? Không. Đức Phật nói này các con, các con không thể vào Phật thừa nếu các con không chu toàn nhân thừa. Nhưng mà đừng nhín mắt, vẫn chu toàn trách nhiệm của con, của cha, của anh, của chị, của em. Nhưng mà đừng có dính mắt. Cái quan trọng là không dính mắt. Nếu không chu toàn Phật thừa, đừng mong bao giờ bước vào Phật thừa. Nếu không đạo ở nhà mà không chu toàn, đối với cha không hiếu, đối với mẹ không hiếu, đối với anh chị em không có lễ nghĩa, không có nhân cách, đứa nào chết mặc kệ mày, tao đi tu rồi tao không còn biết nữa, thì cái người đó không bao giờ thành Phật. Cái người đó là súc sanh, mơ ước ảo mộng, giống như là Lương Võ Đế xây chùa cho nhiều nhưng mà không có chút xíu nào. Có đi tu chăng nữa rồi cũng chỉ được có phước đức hữu lậu, ba cõi sáu đường trôi nổi, nhưng không bao giờ thành Phật. Phật nói rất rõ, nhân thừa phải chu toàn rồi mới đi lên Phật thừa được. Nhưng mà trong cái chu toàn, cái nhân thừa đó không dính mắc. Cho nên ở trong đó, Bồ Đề Quán Tâm Pháp nó lìa tướng làm tông, nó không có chấp vào cái tướng nữa. Thấy như vậy, biết như vậy, hành xử đúng nhưng mà không có dính mắt, lìa tướng làm tâm. Đấy. Mà nếu bây giờ mình chấp tướng, tức là mình chấp có, mà hễ có nhân thì có ngã, nhân ngã thì chúng sinh thọ giả các pháp đều có, thì đau khổ có, niết bàn cũng có, địa ngục cũng có.
Mà nếu xưa nay không một vật giống như Ngài Huệ Năng, xưa nay không một vật thì bụi trần đâu bám, đau khổ đâu mà ra. Bởi thế cho nên Ngài Duy Ma Cật mới nói không rời phiền não mà vào Niết Bàn. Tướng của phiền não nó là phiền não, nhưng mà tánh của nó là không. Đấy, quý vị thấy không nào? Cho nên á, trong đời sống hàng ngày nó chỉ nhích mấy đồng cái tâm thôi là quý vị thấy phải kiểm tra. Chồng mình đâu, múc cái ly nước lên, nó khởi tâm liền à. Tối ngày tôi cứ phải đi hầu hạ, không biết kiếp trước thì tôi thiếu nợ ổng cái gì mà kiếp này tôi phải đi hầu. Cái tâm gì vậy? Cái tâm gì? Không nói nghiệp nha. Nghiệp là đương nhiên, nó quả báo là có sự tương quan giữa cá nhân và cái trách nhiệm đi đi hầu người ta là đương nhiên rồi. Nhưng mà cái tâm gì sanh ra ngay cái lúc mình đút cơm cho ổng, hay là cái lúc mình đem nước? Một ngày mà đút cơm xong, một năm 365 ngày mà một ngày ba bữa cứ nấu cơm xong là đem vô đút cho ổng nằm một chỗ, cứ đút vô hoài. Thương nhau thì thương chứ, tháng đầu thì ok, tháng thứ nhì thì nó cũng ok, mà tháng thứ ba là bắt đầu xong thấy nó giống như địa ngục, nó oải quá. Phải không nào? Thế thì cái tâm nào? Lúc mà mình cầm cái ly nước lên, mình cầm cái chén cơm lên, mình bón cho cái người mình, cái tâm nào nó sinh? Cái đó là cái chỗ máy động của tâm, nếu thấy được thì vào đạo. Nếu thấy được thì vào đạo, còn không thấy là cái đứng ngoài thôi, hình tướng. Bảo đảm với quý vị, các tổ đều nói, quý vị có tụng mấy chục ngàn bộ kinh đi, giống như ngày Ngộ Đạt đã tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa, hoặc là ngồi rất bao nhiêu cái ghế bồ đoàn ngồi thiền đi chăng nữa, hoặc là trì bao nhiêu cái chú đi chăng nữa, như các chư tổ hồi xưa đó dời núi bằng chú, rồi lấy cây đem đi làm chùa này kia bằng chú, không thoát được ở sinh tử luân hồi nếu không thấy được cái tâm, cái tánh của mình. Thế thì Đức Phật sau khi Ngài chứng đắc, Ngài quay trở lại, Ngài lo cho vua cha, nói cho vua cha là Ngài muốn dạy cho tất cả chúng sanh đời sau, từ nơi dân thừa mới xây dựng được lên Phật thừa. Không bỏ, bỏ là còn chấp không? Chấp không mới bỏ chứ. Chấp có thì dính, chấp không thì bỏ. Cho nên Phật nói đừng bỏ nhân thừa. Ý của Ngài như vậy. Mà nếu chúng ta cứ chấp chúng ta đã ở chứng đắc rồi phải lo về để báo hiếu thì cha mẹ hiện tiền, còn cha mẹ quá khứ làm sao? Đức Thế Tôn đã dạy chúng sanh từ trong vô lượng kiếp lội lên lội xuống, làm cha làm mẹ làm vợ làm chồng từ trong bao nhiêu kiếp rồi. Chúng ta hiểu không? Tu Phật, tin Phật mà không hiểu Phật là phỉ báng Phật. Tin lời thầy Minh Tâm nói, bắt chước lời thầy Minh Tâm nói là phỉ báng thầy Minh Tâm. Tại vì làm sao nói trúng như giống như ý thầy Minh Tâm được? Thì cái tâm đó là tâm khỉ. Ni sư sau cái vụ này bảo đảm sẽ thăng hoa. Tại vì bị cú này sốc quá. Có thể giật mà nhớ tới 3 ngày chưa ngủ được nữa. Phải không? Mà chính vì như vậy sẽ thăng hoa. Ngọc mà không giũa thì không, không thành ngọc, không quý. Thầy cứ giũa tê tua đi. Cảm ơn thầy. Yeah. Nhưng mà có phước rồi. Nhưng mà thấy chưa? Tâm gì mà nói nhưng mà? Thầy lấy cái tâm gì để biết là tâm con không biết chuyện tâm thành vấn đề, nhưng mà còn cãi chạy cãi cối nữa, tức là cái tâm còn chấp chế. Phải không nào? Không, tức là cái tâm đó là cái tâm gì? Ở đâu sinh ra? Tâm hiện lượng, tâm so đo. Còn tâm bình đẳng thì thầy nói mặc kệ thầy mất mới gì tới mình. Phải chưa nào? Đấy. Cho nên hồi nãy thầy nói, ni sư nói cái gì thầy hiểu hết, thầy cảm nhận được hết. Tại sao? Tại vì thầy không có phạm trù, thầy không có giới hạn, nó là vô ngại. Nghe hiểu ngay, lấy cái ý làm chính, bỏ chữ nghĩa mà lấy ý, tức là lìa tướng. Còn cô tâm tình, con hoang mang là tại vì mình có cái phạm trù, tức là mình chấp vào có một cái nào đó, mình hy vọng là mình sẽ nghe được cái đó, bây giờ mình không nghe được cái đó thì mình thấy nó rối. Tức là có một cái ngục tù trí tuệ rồi tự mình nhốt vào, thì cái đó nó nằm ở đâu? Cái mà gọi là ngục tù trí tuệ nó nằm ở đâu? Ở trong nào? Trong mấy cái thức, cái nào? Nó nhanh lên a lại do thức, tức là càng ngày mình chứa rác ở trong đó, mình chứa rác nhiều thì khi chết mình đi đâu? Mình thành cái thùng rác, mình chịu đi đâu? Chứa rác nhiều thì đi ra nghĩa địa rác, không chạy khỏi.
sống như thế nào. Đức Thế Tôn đã dạy ngài A Nan ở trong kinh Nikaya, cái cây lúc sống nó nghiêng về hướng nào, khi chết nó sẽ đổ về hướng đó. Nếu hàng ngày mình cứ chứa chấp thêm những cái phạm trù, những ý kiến, những cái này cái kia, thì mình á coi như là tự mình đóng hòm mình và mình đi theo cái hướng đó thôi. Cây nó phải đổ về hướng đó. Có xây chùa, có in kinh, có tụng kinh suốt ngày đi chăng nữa, có niệm Nam Mô đi chăng nữa, nhưng mà cái tâm nó rong ruổi đường dài thì cái quả nó là cái gì quý vị biết rõ rồi. Kiếp này á thì như thế, kiếp sau á đẹp gái hơn, con chồng á, ông chồng cũ xinh xắn hơn, ông thương mình hơn, ông cho mình á nhà cao cửa rộng hơn. Chứ còn liễu đoạn sinh tử thì thưa với quý vị không có. Tại vì ông thấy được tâm, ông thấy được cái tánh của mình. Bởi vậy cho nên á ở trong kinh á mới nói lìa tướng. Lìa tướng đây là lìa văn tự, lìa chữ nghĩa luôn, lấy cái ý thôi. Đó. Mà khi thầy nghe ni sư, thầy đã lìa tướng thì thầy chỉ nghe cái ý thôi mà, biết nội dung á để ni sư nói như vậy đúng rồi, không sai, cho nên thầy hoan hỉ, có gì phải trách hết, tại nghe được hết mà. Còn cái người khác họ có phải hy vọng nó như thế này thế này, tức là ngục tù trí tuệ, và cái đó chính là cái A Lại giả thức, và cái đó là cái dẫn quý vị sanh tử luân hồi. Tại sao vậy? Tại vì quý vị học, quý vị biết rồi, chính cái A Lại giả thức nó khiến cho sáu căn va chạm với sáu trần và tác sinh ý. Và ý đó nó lại tiếp tục nó tác ý nữa, nó như cái trứng với con gà, nó nằm ở trong A Lại giả thức á. Cho nên nó cái biết của mắt, cái biết của tai chẳng qua là so sánh giữa cái sự va chạm của căn trần và cái A Lại giả thức. Nó phải có thông tin trước rồi nó mới so lại, nó mới nói cái đó như thế chứ. Sanh tử là cái chỗ đó. Nếu mà bây giờ không còn sanh tử nữa thì sao? Tại sao nó lại sanh tử? Tại vì nó là năng lượng. Có nghĩa là nó trói cái tâm của mình. Khi người hành giả vừa mới chết nhắm mắt, lập tức cái thân trung ấm nó mang cả một cái khối nặng này đó, nó đi theo cái hướng đó. Nếu người nào ái dục thì nó sanh ra ái dục, nó đi vào cái cõi dục. Người nào đó chuộng âm thanh, ưa thích nghe âm thanh, nghe chuông mõ thì nó sẽ sanh vào cái cõi sắc giới. Còn người nào sống ở trong cái tưởng tượng là khi ta chết ta sẽ thành thiên thần, ta sẽ thành địch, nó sẽ đầu thai vào cõi vô sắc giới. Đức Thế Tôn nói rất rõ quy trình như vậy mà, như toán học đâu có sai đâu. Còn mơ ước có nhà, có vợ, có chồng thì sanh vào cõi dục giới, tức là còn có các vật thể đau đớn nóng lạnh như thế này. Còn những người nào chỉ sống theo cái âm thanh, theo cái mùi vị, tức là thích cái mùi hương trầm, thích cái mùi chưa, thích nghe tiếng chuông, thì những người đó sau khi chết nếu lập được nhiều công trạng, nhiều cái phước đức đó, thì sẽ sanh vào cái cõi sắc giới. Thì cõi sắc giới nó gồm có âm thanh mà, thế đó, đơn giản. Đức Phật nói rất rõ, người nào hành xử như trong cuộc sống như thế nào, khi chết đi theo như vậy. Quý vị làm đi rồi quý vị biết à, quý vị sẽ biết sanh ở đâu. Phật nói như mở bàn tay. Đức Phật nói ở trong kinh Nikaya, ta những điều ta nói với các ngươi như mở bàn tay, có giấu cái gì đâu. Lỗi tại các ngươi không biết thôi, ta nói hết, không giấu. Những điều gì cần nói cho các ngươi nghe, ta đã nói hết và nói như mở bàn tay. Trong kinh Pháp Cú, Đức Thế Tôn nói nghiệp dẫn chúng sanh trong sanh tử luân hồi, không có cái nào khác, chỉ có cái nghiệp thôi. Rồi ngài cũng định nghĩa luôn nghiệp là gì. Nghiệp là một hành động có tác ý được lập đi lập lại nhiều lần, rõ ràng chúng ta học hết rồi. Thế thì tác ý là như thế nào gọi là tác ý, và như thế nào gọi là lập đi lập lại nhiều lần, và như thế nào là hành, chúng ta cũng học hết rồi. Thế thì ngay cái lúc mà ni sư vừa muốn nói thì cái đó là hành, phải không? Miệng mở ra là hành, nhưng mà nó dẫn dắt bởi cái tâm, cho nên mới tác ý. Cái tác ý đầu tiên là mở miệng ra muốn nói, nhưng mà nói cái gì đây, nó giống như thầy niệm tâm, thì nó khởi lên cái tâm, nó sai sử cái lối nói, cho nên cố gắng nói. Khi đó có vẻ tâm là tâm khỉ, tâm bắt chước cái gì đâu, đúng sai không đừng có bàn, nó không có đúng có sai ở đây đâu. Mình phải hiểu cái động lực nó để mà mình trị nó, giống như là mình đi bắt một cái tên ăn trộm, mình phải biết mặt mũi nó và nó núp ở đâu. Không được. Cái tâm mà mình thường thường mình thấy được đó là cái tâm vọng, tâm lăng xăng. Ngài Huệ Khả đi gặp tổ, nói tâm con không an, tổ nói lấy ra đây ta an cho, kiếm hoài không có. Chúng ta chỉ thấy được cái tâm lăng xăng của chúng ta mà thôi, còn cái pháp thân thường trụ, cái tâm gọi là tâm Phật, cái tâm gọi là bốn lai diện mục không bao giờ thấy được, và cũng không có kinh nào nói hết. Chư Phật, chư Tổ cũng đều nói khi nào các con bỏ được tham sân si thì các con thấy được nó.
còn hỏi nó làm sao. Kinh nói như thế này này, lớn nhất cũng nhỏ, nhỏ nhất cũng nó, ngõ ngách nào cũng là nó, các pháp đều là Phật pháp. Nói thiệt chứ thầy Minh Tâm cũng mù luôn, hết biết được. Bây giờ ráng nghe lời Phật, buông bỏ tham sân si thế thôi, mà cũng không mong cầu thấy nó, tại biết nó cũng như huyễn, nó không có thật. Lô Sơn yên tỏa chiết giang chiều, mây ở núi Lô Sơn, sóng ở núi Chiết Giang. Chưa đi thì mong, mong ngóng dễ sợ lắm. Đến rồi bỗng thấy tâm chợt động, Lô Sơn yên tỏa Chiết Giang chiều. Chưa đi chưa tu, mong là con về cực lạc, con sanh hạ phẩm, hạ sanh, con sanh trung phẩm, trung sanh, vân 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 vân. Cố gắng niệm Phật, ăn chay, làm hết tất cả công đức, bỏ hết tất cả thân xác đau đớn, cũng vẫn tới chùa ráng mà tụng kinh. Để chi? Để được về cực lạc. Mà trong kinh A Di Đà nói làm sao? Nó cực lạc ngay dưới chân các ngươi, Di Đà tự tánh. Nơi một pháp không sinh, một pháp không dính mắc thì là cực lạc đó. Ở trong kinh Pháp Hoa nó niết bàn là thành giả tạo hóa ra vậy thôi chứ có thật đâu. Vậy mà đó, khi có người chết, Nam Mô A Di Đà Đa Bà Tỳ, này này nhà ngươi ráng đi lên niết bàn thì ra đừng có ở đây nữa. Đức Thế Tôn dạy các vị A-la-hán, nói với ngài A-nan, này A-nan, khi một cục đá rớt xuống dưới giếng, chư thánh tăng đứng chung quanh cầu nguyện, cục đá có trồi lên không? Ngài A-nan nó bạch Đức Thế Tôn không? Đức Thế Tôn nó cũng như thế, khi người chết đi theo nghiệp lực của nó, cầu siêu có lợi gì không? Chúng ta phải khẳng định như vậy chúng ta mới tu được. Chúng ta phải hiểu rõ chánh pháp. Nhưng mà đừng chấp chấp rằng cầu siêu không siêu là chấp. Đấy. Thế thì một liên thanh đề chỗ nào? Đó là lý được không? Thấy không? Chấp có chấp không đều kẹt. Cho nên phải thực hành. Đấy. Cho nên hồi xưa các tổ đánh chó chửi mèo mà vẫn là tổ, tại vì tâm thanh tịnh. Ngài Đơn Hà đem cái tượng gỗ của Phật xuống chẻ đốt mà vẫn là tổ, vẫn là Phật. Ai dám nói không phải? Cũng như hồi nãy chúng tôi trình bày với quý vị, 45 năm Đức Thế Tôn đi hoằng pháp, ngài có ăn, ngài có ngủ, rồi ngài có đi toilet. Thì cái lúc ngài ngồi đi trên cái bàn cầu toilet đó là ông Phật ngồi đó hay là người phàm? Nói cái gì cũng kẹt hết á. Đừng có đùa dai mấy cái chuyện này. Mấy ông sanh tử luân hồi hệ trọng. Chỉ cảm nhận được, thấy được thì bước vào, không thấy được thì cứ trôi nổi ngoài. Thế thì chúng ta học mấy ngày hôm nay là chỉ có một mục đích, chỉ cho cái tâm. Và mượn cái phương tiện là cái bài tâm kinh. Cái bài tâm kinh nói cái gì? Quý vị học biết rồi, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã, dùng cái trí tuệ để quán chiếu thường xuyên thì thấy rằng ngũ uẩn là không, cho nên vượt qua khổ nạn. Không có nghĩa là thấy được ngũ uẩn, tụng cái bài tâm kinh đó rồi á, cái nạn nó tới thì tự nhiên nó chạy. Mình tụng cái rồi ông xã, ông đang tính chửi mình á, mình tụng cái ông thương mình. No way, không bao giờ có chuyện đó đâu. Ông chửi mình nghe, nhưng mà nghe trong đau khổ hay là nghe trong thông dong tự tại là cái chỗ này nè. Vượt qua khổ nạn, thấy ngũ uẩn là không, mà vượt qua khổ nạn là chỗ này. Mới vượt rồi tâm không vướng mắc thì thức đâu mà sanh? Nếu thức không có, chỗ nào nằm ở trong A Lại Gia Thức? Mà A Lại Gia Thức nó trống rồi thì khi chết làm sao? Nó như cái bong bóng nó bay mất tiêu chứ làm sao? Nó muốn đi đâu nó đi, thông dong tự tại, nó chẳng vướng mắc mà nơi sắc thinh hương vị xúc, nó không vướng vào một pháp trần. Xưa nay không một vật bụi trần lấy gì bắt. Tâu Huệ đang nói rất rõ, Bổ Lai vô nhất vật, hà xứ nhạc trần ái. Xưa nay không một vật bụi trần đâu mà bắt. Quý vị còn nhớ bốn câu mà thầy Minh Tâm tặng cho quý vị trong đạo tràng kỳ trước không? Tâm như hư không, pháp hư không, bụi trần vọng tưởng, tánh vốn động, mà chơn tánh sát na hoa không hiện, mà hoa không diệu giác, ai biết không? Con mắt nó nhập, thì tự nhiên thấy có hoa đốm ở ngoài. Đức Thế Tôn hỏi ngài A Nan, cái hoa đốm nó từ đâu ra? Nó từ không gian à? Nếu nó từ không gian thì khi mất nó phải trả về với không gian. Từ mắt à? Nếu từ mắt thì khi không còn hoa đốm nữa thì nó phải về mắt. Nhưng mà khi mình dụi mắt cho hết đau rồi, tự nhiên mình thấy hoa đốm nó biến mất. Như vậy cái hoa đốm đó là ảo thuật, nó là quyến sư quyến sự, nó là giả.
nó không có thật. Cũng như thế trong cuộc đời chúng ta chạy theo những cái giả đó, ngỡ là thật, như hoa đốm trong hư không, à, nó không có thật. Rõ chưa? Khi quý vị làm tất cả các việc, quý vị hành xử, quý vị nói có cũng kẹt, mà nói không cũng kẹt. Tại vì ấy, nó là cái tướng của tiền trần, nó hạ xuống, mình nghĩ là nó không còn nữa, nhưng mà thực sự nó nằm sâu thẳm ở trong mình, nó vẫn còn. Giống như cái ông ấy là lửa nó hết rồi á, nhưng mà trong khi đó tro tàn nó hết lửa đó, nhưng mà có điều đó, Phật Bà Quan Âm lên thử một cái nói tàu nhau liền, lửa nó vẫn còn đó. Xây 82 kiện chùa như Ngài Lương Võ Đế vẫn không thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, chỉ được chút xíu phước, chẳng thua gì hết. Bây giờ quý vị có tụng 5.000 bộ kinh đi chăng nữa, tối ngày sáng tối đi tụng đi chăng nữa, mà tâm quý vị không thấy thì quý vị cũng chỉ được phước. Tụng nhiều in nhiều, kiếp này làm người, kiếp sau làm chư thiên, bảo đảm kinh sách dạy, nhưng mà thoát ly sinh tử. Thế thì cái gì giúp cho mình thoát ly sinh tử? Tại sao vua Trần Nhân Tông nói đói ăn khát uống mệt ngủ khì? Chúng ta mà cũng đói ăn khát uống mệt ngủ khì thì nó giống như súc sanh, con heo nó cũng ăn, nó cũng khát, rồi nó cũng uống, rồi nó cũng ngủ khò. Mình làm vậy giống không? Giống quá chứ. Thế đói ăn khát uống mệt ngủ khì của các chư tổ chư Phật nó khác mình chỗ nào? Cũng như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị, 45 năm Đức Phật đi hoằng pháp, không lẽ Ngài nhịn không đi toilet? Thế cái lúc Ngài ngồi trên toilet là ông Phật ngồi hay là phạm nhân ngồi? Thấy được ngay cái chỗ đó thì bảo đảm, không thấy được cái chỗ đó thì mê mê mang mang. Giống như Ngài Quy Sơn nói, giống như ông buộc bằng đất sét đi cả sông, qua sông thì nó rã đấy. Trong lục độ ba la mật này, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, khởi đầu bằng bố thí, đem tiền của đi cho, đem sát thân đi cho, có cái trái thận này ai xin cho luôn, được cái gì? Chẳng được cái gì hết. Chục siêu phước hữu lậu không qua khỏi cái bờ sông, chết đuối ở giữa dòng. Bố thí là mắt thấy mà không chấp, tai nghe mà không chấp thì đó là bố thí, quăng trả lại người ta cho luôn, đó là bố thí. Chứ không phải bố thí là lấy của mình cho, của đó là vật chất, là hư vô, huyễn ảo, có thật đâu. Cái tiền đó mình thấy ở bây giờ 100 đô thấy là lớn hả? Quán chiếu bằng cái tâm Phật đi sẽ thấy nó là miếng giấy người ta in, có mấy con số thôi. Chẳng qua mua được cái đồ này đồ kia thì thấy nó quý, quý chỗ nào? Đem đi toilet chùi không được nữa, tại vì nó nhỏ xíu à, sao chùi được? Rõ ràng chưa quý vị? Ở trong tiền kiếp của Đức Phật, Ngài đã từng làm thương gia đi buôn hột xoàn, mà tới lúc chết đói lấy hột xoàn ta không làm được, ta đói không thể nào lấy hột xoàn làm được. Bây giờ quý vị lấy cái đồng tiền để chùi, chùi trong toilet chùi không được, ít nhất phải 10 tờ như vậy mới chùi được, một tờ chùi đâu được. Như vậy cái đó là cái gì? Cái dục. Hay, tất cả quay trở lại cái dục mà thôi. Bản thể, hình tướng, tất cả đều vứt đi. Khi hiểu được nó, cái chỗ dục. Một cái ly sữa để trong tủ lạnh không ý nghĩa gì hết. Một người khác mệt đem hâm nóng lên mời, đó là cái dục. Một đứa con nít nó khóc, mẹ nó ấm vô, nó muốn nghe thầy minh tâm giảng, mà con nó khóc, nó không sao, vô lấy bình sữa ra cho nó. Đó là cái dục. Nếu để trong tủ lạnh vô ích. Những cái điều biết của chúng ta, những cái gọi là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, mà nếu không áp dụng thì những thứ đó vứt đi. Có là vàng rộng là vứt đi, có là Phật tính cũng là vứt đi. Phải dùng ha? Không dùng cũng được. Tại sao chúng ta phải tụng kinh? Để coi cái tâm của chúng ta nó chuyển như thế nào. Chứ tụng kinh đó, con tụng kinh cho Phật nghe à? Có ai nghĩ là mình tụng kinh cho Phật nghe không? Hay là con tụng kinh để con thành Phật? Hồi xưa có chư thánh tăng có tụng kinh đâu? Phật có tụng kinh không? Các ngài đều thành Phật. Chúng ta tụng kinh để có cái tâm chúng ta nó chuyển. Chuyển sao? Chuyển từ ác thành thiện, chuyển từ nhuế thành thanh tịnh. Nhưng cẩn thận nha, khi nó chuyển như vậy là tiền trần thanh tịnh, thấy cái bóng dáng thôi chứ không thấy cái thật đâu. Chưa vào được cửa đâu, còn đứng ở ngoài hàng rào xa lắm, chỉ thấy cái bóng dáng của tiền trần.
Tại vì lấy đá đè cỏ thì cỏ nó không mọc lên, thì mình cứ ngỡ là cỏ nó hết mọc rồi, đẩy cái đá ra thì cỏ lại tiếp tục mọc lên. Khi còn tụng kinh thì thấy nó thanh tịnh, buông kinh ra, buông chuông ngõ ra, tham sân si đầy đủ, thấy con mắt là khởi lên đúng sai, nghe cái là phê bình liền, à, nói vậy không trúng, nói như thế này mới trúng. Có Phật tử bước vào, à, nó không đảnh lễ thầy minh tâm, nó không chẳng đảnh lễ chùa, nó mặc cái quần xà lỏng lên, nó đi lơi khơi, cái mình tự nhiên mình nói, con mắt nhìn thấy nó, con vô chùa sao vậy con, à, con phải là mặc quần dài xuống đây nè, cô cho mượn cái áo nè, mặc vô đi, rồi ra lại Phật đi, rồi ra lại thầy đi, tức là chấp. Chấp rằng cái pháp nó có và nó phải như thế này. Và ở nơi ấy mình không thấy được cái tâm của mình là mình rớt rồi. Chấp tướng. Nhưng mà cẩn thận nha. Không nói thì kẹt đó, không nói là ma. Mà nói cho nó mặc cái áo quần đàng hoàng vô lễ Phật, vô lễ thầy là cũng là ma luôn đó. Cẩn thận đó, một chút xíu đây thôi. Cho nên ở trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói làm tất cả các thiện pháp mà không thấy Bồ Đề Tâm là ma sự. Cho nên á, ở trong Bồ Đề Quán Tâm Pháp mục đích nói cái gì? Chỉ thẳng cho quý vị biết cái cách nào quý vị thấy được cái tâm của quý vị. Còn quý vị có muốn thấy hay không, quý vị có thực tập hay không, đó là chuyện của quý vị. Thầy không thể nào lôi nó ra được, Phật cũng không lôi ra được đâu. Phật nói này, nó như thế các con sẽ tìm được. Còn các con tìm được hay không là do các con. Ngón tay và cái bè, ngón tay thì chỉ cho mặt trăng, cái bè để qua sông à, nhưng mà ngón tay đâu phải mặt trăng. Chấp ngón tay là kém. Cho nên ở trong cái cửa thứ nhì phá tướng luận thì mới hỏi câu như thế này. Đây là Lương Võ Đế hỏi Tổ Đạt Ma, hỏi nếu có người dốc lòng cầu đạo thì nên tu theo pháp nào mới là thực, là tinh yếu, tức là tu theo cái pháp môn nào mà nó tới thẳng luôn, nó thành Phật nếu mà dốc lòng cầu đạo. Đấy, hỏi câu đó. Thế thì tổ nói chỉ một pháp quán tâm thâu nhiếp trọn các pháp thì mới thực là cực kỳ tinh yếu. Quán tâm thâu nhiếp thì mới cực kỳ tinh yếu, còn các thứ khác là đồ dụng hết. Vàng mã in kinh, tụng kinh, bái sáng, cạo đầu, bố thí, trì giới, ăn chay, tu tướng được phước, nhưng mà liễu đoạn sanh tử thì không. Dứt khoát rõ ràng, thấy không? Chỉ một pháp quán tâm và thâu nhiếp. Thâu nhiếp cái gì? Thâu nhiếp nơi sáu căn không bị vướng. Sáu căn thấy mà không khởi niệm, không thương, không ghét, không buồn, không vui, gọi là thâu nhiếp, thông dong tự tại. Cũng như hồi nãy thầy mới nói, thầy nghe đi sư nói thầy hiểu. Tại sao? Tại vì thầy buông, thầy chỉ lấy cái ý chứ thầy không có lấy cái phạm trù. Còn người khác nghe, bây giờ hỏi tất cả các người khác, không riêng gì mình cô Tâm Tịnh, hỏi tất cả các người khác, người nào cũng hoang mang hết, bảo đảm. Nhìn cái mặt biết nè. Thầy nhìn mà, thầy coi dòm, thấy người nào cũng ngơ ngác ngác là biết rồi. Cùng một bệnh. Tại sao? Tại vì cùng cái bệnh chấp, chấp rằng là nó phải như thế này, mà không có được cái đó thì hoang mang. Thế rồi lại có câu hỏi sau, một pháp lại thâu nhiếp được trọn các pháp. Đấy. Nếu nói rằng có một pháp thì cái pháp ấy là pháp hữu vi hay vô vi, mà tại sao cái pháp nó lại thâu nhiếp được các pháp? Mà trong khi tổ chỉ nói chỉ cần quán tâm và thâu nhiếp thôi thì vào đạo. Cho nên Lương Võ Đế mới hỏi, vậy thì tại sao lại có cái pháp mà thâu nhiếp được các pháp, như vậy là vô lý? Giải thích như thế nào đấy? Đấy, một cái nhà này mà chứa được cả cái vũ trụ, làm sao một cái nhà cái phòng như thế này mà chứa được cả vũ trụ? Thế trong kinh Duy Ma Cật á, không có bàn ghế mấy ông chê bai. Tới thăm ngài Duy Ma Cật, ngài Duy Ma Cật đã thị hiện cho thấy đem tất cả tam thiên đại thiên thế giới trong lòng bàn tay bỏ vào trong phòng mà không hề làm các sinh linh ở trong đó di chuyển, không mất một cái sinh linh nào hết. Đem hết tất cả các tam thiên đại thiên thế giới bỏ vào trong phòng cho các chư tăng thấy đàng hoàng, chư thánh tăng đệ tử của Đức Phật thấy rõ ràng, mà không hề làm hư hại một cái sinh linh nào. Trong kinh Duy Ma Cật nói rõ như thế. Thế thì cái đó là cái gì? Tin Phật, không hiểu Phật là cái chỗ này. Không hiểu. Tại sao mà ngài Duy Ma Cật ở trong kinh Duy Ma Cật nói thì hiện cho thấy khi các chư thánh tăng nói
ông có bàn ghế gì hả? Đại khái nói chúng tôi tới đây chúng tôi cũng là thánh tăng mà ông có bàn ghế để chỗ ngồi chật chội như thế này. Ngài Duy Ma Cật thị hiện dùng thần thông đem cả tam thiên đại thiên thế giới để trên bàn tay bỏ vào trong cái phòng cho thấy đầy đủ hết, không thiếu một sinh linh mà không hề hư hại, không làm cho một sinh linh nào hoảng hốt đấy. Tam thiên đại thiên thế giới lớn cỡ bao nhiêu, tại sao ngài làm được? Ẩn dụ nói cái gì đấy. Cho nên nó tin Phật mà không hiểu Phật. Tổ trả lời: tâm là gốc của muôn pháp. Ở trong phẩm song yếu của Kinh Pháp Cú, tâm dẫn đầu các pháp. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, tâm tạo ra các pháp. Không có chỗ nào mà không nói tâm. Từ tâm các pháp sanh. Quý vị không tin hả? Quý vị thấy ở trên thế giới này đã có bao nhiêu tượng Phật, bao nhiêu kiểu, cả hàng triệu. Có bao nhiêu ông Phật? Có một ông mà ông Phật Thích Ca Mâu Ni, mà hình dáng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bổn sư là hàng triệu kiểu khác nhau. Bên Lào khác, bên Lào nó chơi chóp lên nó nhọn quắt như vậy. Thái Lan kiểu khác. Tại sao kỳ vậy? Có một ông Phật Thích Ca thôi mà sao nhiều kiểu? Có chỗ thì không có tóc, có chỗ thì có tóc. Chúng tôi đi nhiều chỗ rồi, có chỗ nó nửa nam nửa nữ nữa, chúng tôi không dám nói thêm tội, nhưng mà chúng tôi thấy nó lạ. Thế thì cái đó do đâu mà ra? Do cái tâm địa của chúng sanh, người ta ưa thích kiểu gì người ta khắc ngày ra như thế, người ta thở. Thế thì cái đó là cái tâm của chúng sanh, tâm thị hiện, tâm hiện lượng, nó so đo, nó sinh ra như vậy. Cho nên tổ ở đây, tổ mới nói rõ ràng. Đấy. Tâm là gốc của các pháp, tất cả các pháp duy có một tâm sanh thôi, tâm sanh các pháp mà. Nếu hiểu được tâm thì thấy được các pháp. Vậy cái này là cái chìa khóa này. Nếu hiểu được tâm thì thấy được các pháp. Vì tâm sanh các pháp mà, cho nên hiểu tâm thì thấy được các pháp. Thập nhị nhân duyên nói là sanh tử, ưu bi khổ não cũng từ cái chỗ vô minh sanh hành, hành sanh thức. Vì vô minh cho nên không thấy được tâm, cho nên mới hành, hành mới sinh ra thức. Rõ ràng chưa quý vị? Từ tâm. Thế thì cái tâm mới là tâm gì? Vậy thì cái tâm mới là tâm gì mà chúng ta cần phải học? Trong khi ngài Huệ Khả lên hỏi tổ, tổ nói lấy cái tâm ra đây thì ngài không lấy được. Thế cái tâm là tâm gì? Cái tâm gì mà ngài Huệ Khả lấy không ra được? Rồi cái tâm gì mà tổ Huệ Năng nói con không ngờ tự tánh con tròn đầy, con không ngờ tự tánh con thanh tịnh, con không ngờ tự tánh con có đủ các thứ cả, cái gì có hết. Cái đó là cái tâm đó. Tâm con sao nó có chứa được hết tất cả các thứ? Con đi tìm đâu sao? Rồi ở trong kinh cũng nói rất rõ, trong tâm có Phật, ngoài tâm không Phật, đừng lấy ông Phật bên trong đi tìm Phật bên ngoài. Thế cái tâm nó tâm gì vậy? Chúng ta không hiểu thì chúng ta cứ nghĩ ông Phật là ông bằng xi măng ngồi đây, bây giờ rớt xuống dưới ông bể liền đó, ông Phật ông còn không cứu được ổng thì sao ông cứu được mình? Không. Nếu chấp rằng Phật đang ngồi trên bàn thờ đây là mê, mê theo ngũ uẩn. Mà nói rằng ông Phật ngồi trên này không phải ông Phật là kẹt. Thấy chưa? Thế thì nói thì sao nào? Nói đi. Nếu không hiểu thì tu mãi cũng chẳng ăn thua gì hết, chỉ được một chút xíu phước hữu lộc mà thôi. Cho nên cuối cùng thì ngài Lương Võ Đế mới hỏi tổ vậy chứ, làm sao quán tâm mà rõ được hết? Ông nói quán tâm thì rõ hết các pháp. Ông nói làm sao mà quán tâm rõ được hết? Pháp nó vô số kể đến được, tâm thì thấy vậy mà sao nói là quán tâm thì thấy các pháp? Thế thì tổ mới nói như thế này: bậc Bồ Tát khi thực hành rốt ráo pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, thấy rõ bốn đại năm uẩn vốn là không, không tự ngã, thấy rõ do sự khởi dục của tự tâm bày ra các hai giống khác nhau, do sự dục khởi dục của tâm cho nên nó bày ra hai cái tướng khác nhau, bản chất của nó là chỉ không có gì hết, hả? Xưa nay không một vật, hả? Thấy không? Bốn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai, xưa nay không một vật bu trần đâu mà bán, ngay cả bu trần cũng không. Bởi thế cho nên thầy Minh Tâm mới để tặng lại quý vị bốn câu thơ mà quý vị quên hết trơn rồi. Tâm như hư không mà pháp hư không, bụi trần vọng tưởng tánh vốn đầu. Bụi trần và vọng tưởng cũng giống như nhau, không có khác đâu, tánh nó giống nhau.
trơn tánh sát na hoa không hiện. Mặc dù nó là trơn tánh thanh tịnh, nhưng mà trong một sát na thôi thì lập tức nó hiện ra, cái cảnh nó hiện ra như hoa đốm. Nhưng mà đừng có nói hoa đốm là giả. Đâu này, hoa đốm và chân tâm ai biết không? Trong một sát na thôi, ngay cái chỗ đó. Thế thì cái gì mà nó quan trọng ở chỗ này? Có phải hoa đốm không? Nó hoa đốm là giả, thế thì cái tâm nó nằm ở đâu? Ai hiểu không? Không chính nhiều hoa đốm, thế hoa đốm là giả. Chấp tướng, chấp có hoa đốm, chấp có tâm. Chấp có hoa đốm, chấp có tâm cho nên mới nói hoa đốm và tâm. Giờ ai nói ra đi? Chấp huyễn. Chấp huyễn tức là phải có cái thật mới nói so sánh là huyễn. Nghĩ nó hoa đốm, nó là hoa đốm thì cho nó biết thấy là vậy thôi. Lại chấp văn tự, cố gỡ gãi. Chấp văn tự, chấp văn tự là chấp tướng. Nói làm chi? Nó như vậy là nó như vậy. Còn nói nó như vậy, tâm nào khiến mình phải nói nó như vậy như vậy? Cái nội dung không quan trọng, cái tâm nào sai sử mình mở miệng ra nói nó như vậy là như vậy, cái tâm nào? Quán cái tâm ấy đi. Quán cái tâm ấy thì thấy cả vũ trụ, cả một pháp. Mà không quán được nó thì là chạy theo cảnh, tức là âm thanh mọi người nói rồi cái là mình sao xuyến, mình phải mở miệng ra, thì cái tâm ấy là tâm vọng, chạy theo cảnh. Cái đó là hoa đốm ấy, hoa đốm trong hư không ấy. Thế thì cái gì làm cho mình thấy được hoa đốm? Cái chuyện mà dụ mắt mất hoa đốm là cái chuyện dởm. Cái chuyện hoa đốm có thực hay không cũng là chuyện dởm. Ngô quẩn đánh lừa, nó không thật. Nhưng mà cái gì làm cho mình biết cái đó là hoa đốm mới là quan trọng. Khi thấy hoa đốm, rõ ràng tôi thấy hoa đốm, sao nó không có? Tao thấy mà. Thế thì cái gì làm cho mình biết đó là hoa đốm? Cái đó là cái chân tâm đấy. Khi mình nóng, mình thấy nóng, cái chân tâm nó phát hiện liền, nó nói cho mình biết đó là nóng. Nhưng vì nó nóng quá độ ngoài cái mức dự trù của mình khởi cái tâm phiền não, mà mình chạy theo cái tâm phiền não, mà mình quên cái nóng ngày đầu tiên, cái nhân diện là cái nóng. Mình chạy theo cái phiền não, nóng quá phải đi tắm, nóng quá ai mà không sửa mấy lần. Mình chạy theo cái đó chứ mình quên mất bén cái đầu tiên, cái niệm thứ nhất, tức là cái niệm khi mà nó chạm vào cái nóng lập tức nó phát hiện ra đó là nóng. Nó thuần túy, nó không giận, không buồn, không thương, không ghét ở trong cái đó. Cái đó là cái chân tâm. Còn khi nó khởi lên, nóng quá phải đi tắm, nóng quá ai mà sung sướng mấy cái mấy lần, tức là tâm phiền não. Mình không bao giờ thấy được cái thứ nhất, mà mình luôn luôn thấy cái thứ nhì, thứ ba, thứ tư rồi. Cái toilet này đó, mà không có người rửa, bước vô cái tâm, mà cái tâm chân tâm của mình là nó thấy liền cái toilet, nó không có phân biệt. Nhưng mà cái tâm thứ nhì, cái tâm hiện lượng, nó hiện ra liền. Sao mà người nào vô tích sự đi cầu không chịu nhấn nút để còn cục phân loại chỉnh lên như thế này, hôi thối quá. Cái tâm đó tâm thứ nhì, gọi là tâm phiền não, tâm hiện lượng, tâm so đo, tâm tính toán. Mà ngài Triệu Châu, tổ Triệu Châu đó nói đạo lớn không khó, chỉ sợ so đo. Khởi tâm so đo lên là cái điểm thứ nhì, thứ ba rớt vào trong đó rồi, sống trong điên đảo hàng ngày. Khó ở cái chỗ này nè. Đấy. Cho nên khi mình mở miệng, chúng sai không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mình tiêu liên tiếp quán chiếu cái tâm này nè, cái tâm nào khiến mình nói như vậy, làm sao mình biết mình nói như vậy, thì khi mình tiếp tục quán chiếu thì mình tìm nó ra. Giống như ngài Huệ Khả đó, tổ bảo đưa cái tâm ra đây, ông tìm ra đó. Tìm ra cho nên ông mới làm tổ thừa kế với ngài Tổ Đạt Ma, chứ nếu ông tìm ra làm sao mà thừa kế. Đố quý vị biết ông tìm ra cái tâm ông ở đâu? Thấy chưa? Quý vị hằng ngày
nghe nãy giờ nghe thầy nói, nghe Lâm Ly là suy nghĩ nó cái tâm của ông Hoài Khả ở đâu. Ông Hoài Khả chết đời nào rồi sao biết. Quý vị cứ nghe thầy kể rồi cái bắt đầu cái tâm lăng xăng nó chạy theo cái dòng tư tưởng của mình chạy theo. À, ông Hoài Khả như vậy thì cái tâm ông ở đâu? Thầy nói mặc kệ thầy chứ cái tánh biết của quý vị ở đâu mà quý vị lăng xăng vậy. Đây là cái bài học này. Thực hành với chúng tôi không có nói lý thuyết. Lý thuyết quý vị đọc kinh sách được hết, sáu cửa vào đồng tiêu thất quý vị đọc hết. Nhưng mà ngay chỗ này thực hành nè. Thầy kể cho quý vị biết là ông Huệ Khả, ông tới ông gặp tổ. Rồi tổ nói ông cái tâm không an thì ông lấy cái tâm của ông ra đây ta an cho. Thì ngài Huệ Khả tìm hoãn thấy cái tâm. Rồi nãy giờ quý vị, cái tâm nào của quý vị đang nghe, là cái tâm nào quý vị đang nghĩ, là nghĩ như thế nào? Nghĩ là họ không biết ông hồi đó ông Huệ Khả, ông nghĩ cái gì, ông tìm thấy cái tâm của ông cái gì. Là quý vị đi lạc hết trơn rồi. Quý vị đang bị thầy dẫn dắt quý vị vào cái nẻo ma. Sống ở trong cái tâm điên đảo. Thầy nói thì thầy nói chứ cái pháp thân thường trụ của quý vị chỗ nào? Khi quý vị khởi lên một niệm là lập tức cái pháp thân của quý vị đang từ chỗ thanh tịnh, nó dính vào trong cái câu chuyện là suy nghĩ thì quên mất rằng mình đang ngồi đây, mình làm cái gì. Cái đó chưa quan trọng. Cái quan trọng hơn là làm sao mình biết mình đang điên đảo. Thấy chưa? Đấy. Hằng ngày chúng ta đều sống trong cái điên đảo, trở thành tập quán thói quen mà không hề biết rằng là mình đang điên đảo. Và chính vì như vậy sinh tử luân hồi. Có chồng, có vợ, có nhà, có cửa, có chuông, có mõ, cái gì cũng có hết. Thì khi chết nó phải quay trở lại đây, nó kiếm mấy cái thứ đó. Nào thế thì bây giờ đó, cái sự tình nó sao? Cái gì mình biết? Đi đứng nằm ngồi ăn uống, chuông mõ kinh kệ. Nếu không biết thì mình chỉ là cái máy, cái máy cassette. Tục ngoài các cái bài kinh đó không đưa tới sự giải thoát. Thêm phước à. À, ráng tục đi, bảo đảm với quý vị kiếp sau sẽ thông minh hơn. Ráng in kinh đi, kiếp sau sẽ khá hơn. Mà tu siêng năng hơn nữa, buông xả được hết rồi thành chư thiên. Mà hỏi giải thoát không? Không. Đạo Phật là gì? Giải thoát. Đạo Phật không có muốn phước hữu lộc, không muốn làm chư thiên. Nếu mà tu theo chư thiên đó là tu cái đạo Bà La Môn đó, chứ không phải tu đạo Phật. Thế thì cái gì nó máy động mà mình biết đó, biết cái sự máy động của tâm. Cho nên tổ ở đây nói khẳng định đó, nói rất rõ nè. Nó bày ra hai giống. Thứ thế nào là hai? Một là tịnh tâm, tâm trong sạch. Hai là nhiễm tâm, tâm nhuốm bẩn. Có hai loại. Một loại tâm trong sạch và loại tâm, tâm nhuốm bẩn. Hai thứ tâm ấy xưa nay pháp giới đều tự nhiên có kết hợp bằng những nhân duyên giả dối trong cái thế giới tương đái, đối đãi nương vịt nhau. Tâm tịnh hằng vui nhân lành, tâm nhiễm màng lo nghiệp dữ. Nếu không có gì nhiễm thì tức xưng là thánh, lìa được hết khổ đau thì chứng được cái vui niết bàn. Còn nếu để cho cái tâm nhiễm mà tạo nghiệp thì bị ràng buộc rồi chìm nổi trong ba cõi. Nào thế thì tâm thánh, tâm phàm, tâm nhiễm, tâm thanh tịnh là cái giống gì? Khác nhau chỗ nào? Tâm thanh tịnh là cái tâm chuyên môn đi làm thiện. Cái tâm ô nhiễm là tâm nguyên chuyên môn đi làm ác. Cái tâm thanh tịnh thì nó được chứng vào niết bàn. Rồi cái tâm ác á, là nó bị đọa địa ngục. Quý vị nói đi, tâm nào, tâm nào? Hoa đốn trong hư không. Chính xác. Các thứ ấy chịu đi đều chỉ là hoa đốn trong hư không, không thật. Chấp có, chấp không đều, đều kẹt, nó là hoa đốn trong hư không. Niết bàn là thanh giả. Nghiệp dữ như là ngài vô não giết 999 người mà chỉ cần nghe một câu thôi là mà nó bước vào trong thánh. Ngài vô não giết 999 người, Đức Phật nói ta dừng từ lâu sao ngươi không dừng, nghe hiểu cái tự nhiên bước vào dòng thánh. Tại sao vậy? Thanh tịnh ngay. Hiểu thì thấy được cái tâm, mà thấy được cái tâm thì sống trong đó. Cho nên ở đây chúng ta liên tục là thực tập. Lý thuyết là quý vị cứ đọc, cái gì không hiểu và hỏi thầy, nhưng mà thực tập là quan trọng. Cũng như nãy giờ nói câu chuyện ngài Huệ Khả này, quý vị nghĩ liền ngài Huệ Khả tìm cái tâm đó ở đâu, tâm gì, tâm vọng, tâm chân.
trận lất hết là nó chạy theo điên đảo, nó phán phân duyên, nó chạy theo âm thanh, nó chạy theo cái dòng tư tưởng. Mà nếu con người hằng ngày hằng sống như vậy gọi là tập quán, huân tập, mà huân tập thì đi theo ngã đó. Đức Thế Tôn dạy ngã nên cây lúc sống nghiêng hướng nào chết đi theo hướng đó. Chúng ta huân tập như vậy thì chúng ta đi về hướng đó thôi. Khi nào cái tâm thanh tịnh, cái tâm rỗng rang, không có một pháp, cái đó gọi là pháp thân của chúng ta. Mình tạm gọi cái tên vậy thôi chứ nó không mô tả được. Nó mô tả được. Nếu cái nào mô tả được thì cái đó gọi là hữu vi. Sinh diệt, phạm sở hữu tướng danh thì hư vọng, Kim Cang có nói rất rõ. Cái nào có hình tướng đều là giả. Cho nên nói rằng cái tâm trong sạch, cái tâm nhuốm bợ là mượn danh từ để cho hiểu thôi. Chứ hai cái đó hoa đốm trong hư không ấy. Nhưng mà nói nó là hoa đốm là giả thì là kẹt. Tại vì chính ngay chỗ đó mới thấy được cái bản thể thanh tịnh. Thấy chưa nào? Cho nên nói là địa tướng. Rồi bây giờ nói tánh Phật, tánh giác. Tánh Phật, tánh giác là tánh gì? Quý vị ngộ được chưa? Nếu có cái mà gọi là tánh Phật thì cái tánh ấy tròn, méo, vuông như thế nào? Nói đi. Nếu nói tới giác thì phải có mê. Mê chỗ nào? Trong chùa nào cũng nói là hồi đầu thì ngạn quay đầu tới bờ thì mê chỗ nào? Sông mê ở đâu? Bờ mê ở đâu? Thế chúng ta đều kẹt nơi văn tự cho nên phải bỏ. Ở đây tổ nói rất rõ nè. Nghiệp báo trong ba cõi, mà chúng ta biết rồi, nghiệp dẫn chúng sanh trong sanh tử luân hồi. Mà tổ nói như thế này là nghiệp báo trong ba cõi chỉ do một tâm sanh ra. Nếu từ gốc đã vô tâm thì ở trong ba cõi xa lìa ba cõi, không có dính nữa. Đấy. Thế thì ba cõi ấy tức là ba độc: tham thì sinh vào cõi dục, sân sinh vào cõi sắc, si sinh vào cõi vô sắc. Ba cõi ấy là sản phẩm của tham sân si, tức là sản phẩm của mình, chứ không phải là ông thượng đế đặt ra ba cái cõi sắc dục, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, rồi cái mình làm sai mình chui vào đó. Không có, mình bày ra rồi mình chui vô rồi mình an trú trong đó. Tại sao vậy? Tại vì pháp thân của mình nó chuyển hóa thành cái thứ đó, nó thích trong đấy, nó sống trong đó, nó không ra được. Cho nên quý vị có tu mà bố thí trì giới in kinh rồi, quý vị sau này giỏi lắm, làm chư thiên rồi. Bây giờ có làm trụ trì 10 cái chùa đi chăng nữa, xả thân ra hết hoằng pháp đi chăng nữa, cũng chỉ làm chư thiên là tối đa. Ngài Thiện Tinh là con của Thái tử Tất Đạt Đa, ngoài Ngài La Hầu La còn thêm một vị nữa. Cái vị đó giảng pháp giỏi lắm, các người ta đều giảng thông suốt hết trơn đó, nhưng mà chết điện đọa xuống dưới địa ngục. Giảng pháp hay mà không thấy được tánh cũng vứt đi. Lại Phật soi trám mà không thấy được tánh cũng vứt đi. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ đó. Người tu hành mà không thấy tánh thì giống như lấy Phật lấy cát sỏi mong nấu thành cơm, cát nóng chứ không bao giờ thành cơm được. Công phước đức thì có mà công đức thì không. Công đức từ ngay cái chỗ thấy được cái bản thể thanh tịnh của mình, làm thông dong tự tại, không dính mắc cái pháp nào cả. Chúng sinh chẳng rõ chánh nhân mê tâm tu thiện, cho nên không thoát ra khỏi ba cõi. Nó mê nhân cho nên nó ưa làm thiện, cố gắng để được cái gì đó, cố gắng xây chùa, cố gắng khuyên người ta tu, cố gắng bỏ mỏ bỏ kinh này kia, nhưng mà không thoát ra khỏi ba cõi. Tại sao? Tại vì khi nó tu 10 điều thiện là nó vọng cầu, mong cầu được cái gì đó mới cố gắng làm thiện, tức là còn đối đãi giữa thiện ác. Rồi nó giữ năm giới, giữ năm giới là cố gắng để trừ đi cái điều nhuế. Sanh tử chỗ nào, trộm cắp ở chỗ nào, gian dâm ở chỗ nào, các tướng đều do duyên sanh, các pháp đều do duyên sanh. Bây giờ đó quý vị muốn giết thầy Minh Tâm đâu phải dễ, có duyên mới giết được, không phải tự nhiên mới giết được, thấy không? Cho nên đó, cái sống cái chết đều có duyên, mà duyên thì như nguyện, vì duyên mà thành cho nên gọi là nguyện. Thế nó có thật đâu, thế mình chấp nó thật, có là có tội có phước. Cho nên ở trong kinh Nhật Tụng mới nói tội tự tâm khởi, đem tâm sám, mà tâm được tịnh rồi tội liền tiêu.
khi mình thấy được tướng của các pháp mà nhìn sâu quán chiếu thấy rõ cái tính của nó là không, thì tội đâu, phước đâu, nghiệp đâu. Cho nên tu Phật là tu trí tuệ. Không có trí tuệ thì chỉ được chúc phước thôi. Ráng lạy Phật, ráng tụng kinh, ráng ăn chay, ráng giữ giới chỉ được phước mà thôi. Phật không hề giữ giới, Phật không có tụng kinh. Mà quý vị dám nói là Phật không phải là Phật không? Cho nên hôm trước chúng tôi mới nói với quý vị, tham sân si chính là Phật tánh, là cái chỗ đó. Nó như con đỏ, hiểu thì hiểu, còn không hiểu thì cứ bị kẹt đâu hoài. Lương Võ Đế hỏi: Phật có dạy ta trải qua ba tăng A tăng kỳ kiếp, chịu vô số khổ nhọc mới thành Phật à, sao bây giờ đó tổ lại nói là chỉ cần quán tâm là thành Phật? Nói ta tu ba A tăng kỳ kiếp khổ sở lắm mới thành Phật, thế tại sao bây giờ tổ Đạt Ma lại nói là chỉ cần quán tâm là thành? Tổ nói ba A tăng kỳ kiếp là tham sân si à. Cái tiếng rợ hồ á, nó A tăng kỳ là vô lượng không đếm được. Một ngày quý vị có bao nhiêu niệm tham, bao nhiêu niệm sân, bao nhiêu niệm si, quý vị nói đi. Tự mình phải biết, còn nếu không biết thì mình tu chi chơi à, không ăn thua gì đâu. Cho nên giới luật khổ hạnh chỉ giúp cho người ta cái phương tiện, nhưng nếu người hành giả không thấy được tánh thì tất cả những cái đó không độ chúng ta ra khỏi sinh tử. Vì thưa thầy, con có câu hỏi, có cái mà lúc mà Tổ Huệ Năng chú nói với ngài mà theo mấy cái đáo tại sao nó không thiếu nghĩ thì không nghĩ ác, thì lúc đó mình lấy cái gì mình so sánh? Phải hiểu cái tiến trình khi ngài Huệ Minh nó rượt theo, thì Tổ Huệ Năng mới nói, ngài Huệ Minh mới nói ta tới đây cầu pháp chứ ta không phải cầu y bát. Tổ mới nói nếu ông quả thật cầu pháp thì ông ngồi xuống đi, tính tâm. Tính tâm một hồi rồi mới nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì cái bổn lai diệt một bộ. Cái đó chỉ là quả, cái nhân là tính tâm. Khi nó lắng động xuống rồi thì thấy các tánh nó biến mất, nó như là hoa đốm trong hư không. Lăng xăng thì thấy có hoa đốm, cái mắt nó nhằm thì thấy có hoa đốm. Mà tổ bắt là ngồi xuống đi, thiền đi. Rồi ăn hỏi thì tới cái lúc đó nói nó vỡ lẽ ra, tại vì khi lúc ngồi xuống lắng động rồi thì còn có hoa đốm nữa đâu. Cho nên nói là nói vậy thôi, cái chấp của văn tự nó không nghĩ thiện không nghĩ ác, thì người ta cứ nghĩ không nghĩ thiện không nghĩ ác thì nghĩ cái gì? Thì giống như thầy Minh Tâm nãy giờ nói, quý vị cứ miên man nó ngày về cả đi tìm cái tâm, rồi quý vị cũng nói ủa cái tâm nó tâm nào, mà quý vị quên mất rằng là cái bản thể của quý vị, tức là cái sự nhận biết của các hiện tượng vật chất ngay từ đầu đó, là nó chạy mất tiêu rồi. Không, nóng lạnh là biết liền, nhưng mà khởi tâm phiền não thì cái niệm thứ nhì thứ ba nó rung rủi mình, nó kéo mình. Cho nên Tổ Huệ Năng mới bảo ông Huệ Minh đó, ông ngồi xuống đi, ông thiền đi, rồi ta mới nói cho nghe nếu ông thực sự muốn cầu pháp, có nghĩa là lắng động xuống, buông để cho nó chìm xuống thì mới hội vào được, mới khế hội vào được. Còn nếu lăng xăng thì không được, làm nhưng mà phải buông, chìm xuống. Còn nếu mà cứ lăng xăng ngoài thì nó chẳng được cái gì đấy. Còn mình chấp rằng là không nghĩ thiệt, không nghĩ ác thì là nghĩ cái gì? Nếu là mình chấp văn tự, các ngài phương tiện thì thôi, các ngài nói như đùa giỡn nó có gì đâu. Cái gốc vẫn là cái tánh biết, nó lăng xăng, nó bị hoa đốm trong hư không. Cho nên Tổ Huệ Năng mới nói này, nhà ngươi muốn biết pháp là gì, muốn nghe ta nói thì ngồi xuống đi, thì cái đó mới là cái quan trọng. Trong kinh không hề nói là ngồi 10 phút, 15 phút không nói, nhưng mà nói im xuống, ngồi xuống. Tĩnh tâm đi. Và khi tĩnh tâm rồi thì chẳng thấy cái tâm nào hết. Cũng như ngài Huệ Khả kiếm có thấy đâu, lăng xăng chặt cái tay đem cúng dường Phật, là cúng dường tổ, thì lúc nóng chặt tay, nhưng mà chặt xong rồi máu chảy thì nó xuống sang, cho nên nó khởi cái tâm xuống sang. Cái tâm xuống sang vì cái duyên sự là chặt cánh tay để dâng lên cho tổ. Thì cái tâm xuống sang do duyên sanh mà. Nhưng mà khi tổ bảo vậy thì ông lấy cái tâm ra tìm ngoài đâu có thấy nữa, tại vì khi đi tìm nó biến mất.
đâu còn nữa. Nó vì xốn sang mà người tu học như Ngài Huệ Khả, giám xả thân cầu pháp, Ngài gốc là thành quang mà, cho nên Ngài biết rất rõ cái tâm đó là tâm xuống sáng, tâm không thật. Còn kiếm cái tâm thật kiếm có đâu. Cho nên khi tổ bảo đưa đây ta an cho kiếm quà không ra là như thế. Tức là đã lắng đọng xuống rồi, kiếm không ra nữa. Quý vị một ngày quý vị ngồi thiền á, quý vị thấy 10 phút trước là quý vị thấy nó lăng xăng, nhớ cái này nhớ cái kia, nhớ chùa, người tu thì nhớ chùa, nhớ chuông, nhớ mõ, người ở nhà nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ con. Nó lăng xăng đủ mọi thứ à. Thầy cũng bị nữa chứ thầy không có giỏi gì hơn quý vị đâu. Thầy vừa mới ngồi xuống à, 15 phút á, 15 phút đầu á, nó lăn xa à. Thầy nhớ không biết, nghe tiếng động không biết cửa đóng chưa à, nó lăn xăng liền à, ít nhất cũng phải 15 phút nó mới từ từ nó đi à, nó mới vào cái chỗ tĩnh à, khi buông xả được hết. Nhưng mà thầy khác hơn quý vị ở cái chỗ là khi thầy thấy nó lăn xăng thì thầy biết nó đang lăn xăng. Chứ thầy bỏ nó có được đâu, có bỏ được đâu. Nếu bỏ được thì nó thành Phật mất tiêu rồi. Con có một cái ý mà kể như là tất cả mọi thứ nó cứ lăng xăng đi, tự nhiên nó có một cái stop mà một cái sát na vậy thôi, tự nhiên nó lắng hết trơn cái chỗ. Thì lúc đó cái sát na đó là từ stop thanh tịnh. Cái thanh tịnh đấy trong cái con đường tu học, nhất là về thiền quán, gọi là tiền trần thanh tịnh. Tại vì khi mình ngưng mình mới được thanh tịnh. Còn cái bản thể thanh tịnh là hằng bản thể của nó vốn là thanh tịnh, lúc nào nó cũng thanh tịnh. Nó không phải lúc sống, lúc không sống. Chỉ có điều mình nhận được nó, không nhận được nó thôi. Còn khi mà mình nói bây giờ tôi ngưng thì tôi được thanh tịnh, tôi tụng kinh tôi được thanh tịnh, tôi bái sám tôi được thanh tịnh, thì cái đó là mượn phương tiện để tạo nên sự thanh tịnh, thì cái đó là tiền trần thanh tịnh. Vàng ròng thì chỗ nào nó cũng là vàng ròng. Thanh tịnh là bản thể của mình thì lúc nào nó cũng thanh tịnh à, mặt trăng thì lúc nào nó cũng sáng, mây che thì nó cũng không làm cho mặt trăng mất sáng. Còn mình nói mình ngưng tức là mình đang quên tập. Cho nên ở trong này đó, tổ mới nói như thế này này, 6 ba la mật gọi là 6 độ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định à, nó ở chỗ nào? Nó từ nơi 6 căn. 6 căn điên đảo nó mới cần phải bố thí trì giới. Tổ nói rất rõ, xả được tên giặc mắt, lìa cảnh sắc thì gọi là bố thí, thấy nhưng mà không chấp thì gọi là bố thí à, cấm được tên giặc tai, buông lỏng không buông lỏng theo thanh trần gọi là trì giới. Tức là nghe nhưng mà không để cái tâm mình chạy theo nữa thì gọi là trì giới. Chứ không phải Đức Thế Tôn nói mà 5 giới cấm hay 250 giới cấm mà cố ráng mà giữ rịt đó thì thêm trói buộc. Đấy. Cho nên thấy được cái tâm là cái chỗ đó, cái chỗ máy động của nó. Khi nó máy động phải nhận ra liền. Cho nên đó, Phật mới dùng vô số phương tiện tùy theo căn cơ chúng sanh để mà nói. Có khi nói sâu, có khi nói nông, tùy theo cái căn cơ chúng sanh. Nhưng tổ nói khẳng định nếu không tu nội hạnh mà chỉ cầu ở ngoài thì không bao giờ có. Cạo đầu, in kinh, ăn chay, niệm Phật, đó là tu tướng. Có phước ạ. Phật nói trong kinh tất cả đều có phước hết. Nhưng nói để muốn thoát ra khỏi sanh tử luân hồi thì phải thấy được cái bản thể thanh tịnh của mình. Tụng kinh không làm cho mình thanh tịnh, trì giới không làm cho mình thanh tịnh. Mình phải quán thường quán chiếu nó. Nó có sẵn rồi nhưng mình phải quán chiếu để thấy nó. Thấy nó. Nó có sẵn mà bản thể nó vốn là thanh tịnh. Chứ không phải mình làm cái này làm cái kia để cho nó được thanh tịnh thì cái đó là giả. Tiền trần thanh tịnh. Nó không phải là bản thể thanh tịnh. Nó như mặt trăng lúc nào cũng sáng.
như Đức Phật đó là ai cũng có Phật tánh là cái thanh tịnh là ở cái chỗ đó, cái chỗ đó đó. Cho nên Đức Thế Tôn mới sau khi ngài chứng đắc thì nó ủa sao lạ vậy, tụi nó đứa nào nó cũng có cái giống ta mà ta thành Phật mà sao nó cứ làm nó xúc sanh hoài vậy. Ngài cái tâm từ ngài khởi lên, cho nên ngài mới nói ủa sao lạ vậy, nó giống ta, nó cũng có cái của ta mà sao ta thành Phật mà nó khổ vậy. Tâm ngài rất là từ bi, cho nên ngài mới phải nói. Nhưng mà không bỏ nha quý vị, bỏ các cái tướng này là không được đâu, không bỏ bàn thờ đi là quý vị không có chỗ để mà nương. Cho nên vẫn phải đốt nhang, vẫn phải quỳ sám, nhưng mà đừng có nói rằng ông Phật không ngồi trên bàn thờ. Nếu nói là ông Phật trên bàn thờ lại nghĩa là tụng kinh cho ông nghe. Mà nếu nói không phải Phật trên bàn thờ tụng kinh để làm gì? Cho nên cái việc đốt nhang dựa vào hình tướng là các cái pháp hữu vi. Nhưng mà tổ nói ở đây này, nương theo cái pháp hữu vi để liễu đoạn cái pháp dơ uế của hữu vi để mà bước vào vô vi. Nương theo tướng để tìm tánh, nương theo ngón tay để nhìn thấy mặt trăng. Mà nhìn thấy mặt trăng rồi thì cũng đừng có nói có chị Hằng trên đấy, mà phải biết sự sáng sự tối. Cho nên ở khi chúng ta cúng dường, chúng ta nói giới hương, định hương, huệ hương, rồi giải thoát, rồi cuối cùng là giải thoát tri kiến hương, cái biết của mình. Mình biết rằng mình đã buông cũng phải, cũng phải buông. Bây giờ cúng mình chứng cúng nhang, nhang bằng gì? Mặt cưa. Phật ngửi không? Đồ đó đồ dỏm, đối với mình thì thơm, đối với Phật là không ăn thua gì, đồ nhang ăn thua gì. Cái tâm của mình à, cái tâm thành. Ở trong Kinh Bát Nhã, khi ngài tu Bồ Đề ngồi thiền định, biết rằng Đức Thế Tôn từ cung trời đau lợi xuống, ngài xa quá, ngài không có đến định lễ được, ngài khởi cái tâm ra, nó khởi cái tâm định lễ thì Phật chứng liền, nó thông với nhau. Cho nên sau đó Liên Hoa Sắc đã giải dạng là nam đi vào đảnh lễ Phật và tuyên bố với con là người đầu tiên Phật của nó, nhà ngươi có cái tội lếu láo là dám biến hiện ra làm nam vào, ta chưa kể tội mà nay nhà ngươi còn nói nhà ngươi đầu tiên, nó không con thấy con là người đầu tiên, nó không tu Bồ Đề đã đảnh lễ ta rồi, ta đã thọ rồi. Và tại sao vậy? Nói, mặc dù nó xa nhưng mà cái tâm nó tương ưng, cái tâm hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên chúng ta cúng Phật, chúng ta nói giới hương, định hương, huệ hương để nhắc mình, nhắc công Phật trong này nè, lấy cái giới, lấy cái huệ. Chứ ông Phật ngày trên này ông bằng thạch cao rớt xuống bể liền mà. Nhưng mà nói mà không phải là ông Phật, chấp cái đó là kẹt đấy, chấp cái đó là lỗi. Trí tuệ là cái chỗ đó, biết nương cái đó để vào cái bản thể. Nhưng mà cuối cùng đó là cái dục, mục đích để làm gì? Càng có dục thì càng phát sinh trí tuệ. Cũng như ở trong các kinh ấy, khi Đức Phật trước khi nói kinh, ngài ngồi thiền định ở nơi giữa lông trắng giữa trọng mày, phóng ra một luồng hào quang trên soi tam thiên đại thiên thế giới, dưới soi tới các địa ngục A Tỳ. Cái đó là cái gì ạ? Thì có nhiều người nói ráng tu đi, ở giữa lông trắng và giữa trọng mày nó phóng ra cái luồng hào quang. Rồi có nhiều ông tu bây giờ thấy không có lông trắng cũng kêu đi ra thẩm mỹ viện nó gắn cái lông trắng này chính giữa. Đức Phật nói trong kinh là nói ẩn dụ lông tượng trưng cho mềm mại, trắng cho thanh tịnh, tức là cái tâm nó thanh tịnh mềm mại nhung viết, nó giống như lông vậy đó. Ở chính giữa tức là không có đối đãi, không có phải không có trái, không mắt phải không mắt trái, mà phóng ra luồng hào quang là trí tuệ. Ở nơi cái trí tuệ của một người hành giả không đối đãi, không phân biệt phải trái, mà nhu nhuyễn thanh tịnh thì mới thấy được ba cõi địa ngục và cõi thiên. Tam thiên đại thiên thì bây giờ cứ ráng đi, bây giờ chưa có được cái thanh tịnh mà đòi thấy tam thiên đại thiên đâu, tức là chạy theo phật tử có cái khởi tâm mong muốn, khởi tâm mong muốn thì giống như là Lương Võ Đế xây chùa để thành Phật. Xây chùa thành Phật không? Tùy quý vị nghĩ nha. Thầy không hề bài bác cái chuyện đấy, nhưng mà thầy nói với quý vị một câu đó. Không, xây chùa không thành Phật. Trên
Cho nên nói năm thứ ăn ở đây tổ cũng nói luôn này, có năm thứ ăn. Một là thức ăn vui của pháp, tức là pháp thể thực. Hai là thức ăn ngon của thiền, là thiền duyệt thực. Thứ ba, thức ăn ngon của niệm là niệm thực. Thứ tư là thức ăn của nguyện là nguyện thực. Và thứ năm là thức ăn của giải thoát là giải thoát thực. Thế thì trong mấy cái này á, ở trong cái pháp môn mà tu học niệm Phật á, có mấy cái? Gần như có hết rồi. Có hết chứ đâu có không có đâu. Pháp hỷ thực tức là tin, tin theo cái pháp môn niệm Phật, nó sung mãn gọi là pháp hỷ thực. Thiền duyệt thực, niệm mà nhất tâm bất loạn thì là nó thiền. Rồi niệm thực tức là niệm liên tục, không không ngưng nghỉ. Hãy ngưng thì là niệm ma, ma nó nhảy vào liền. Nguyện thực thì ở trong cái pháp tu tịnh độ là phải có nguyện, phát cái nguyện lớn, nguyện lớn nguyện sâu, tin sâu nguyện lớn, còn không có thì không được. Giải thoát thực tức là không còn dính mắc nữa, khi một niệm không sanh thì ở chỗ đó là chứng vào niết bàn, vãng sanh cực lạc. Đừng nghĩ rằng vãng sanh cực lạc là đợi chết mới vãng sanh. Vãng sanh là đi đến, ở chỗ sống này vẫn đi vào cõi cực lạc, tại vì ở nơi đó không có sự dữ, không có sự khổ đau, không có sự buồn phiền nữa. Phải hiểu như vậy. Người tu Phật nó không hiểu như vậy thì mê mê mờ mờ, nên tôi ráng tôi tụng mà niệm Phật rồi tới chừng tôi chết tôi về với Phật. Tại sao về với Phật trong lúc sống? Tại sao vào cực lạc ngay trong lúc sống? Phật đâu có cấm đâu, Phật nói cực lạc hiện tiền mà. Cho nên người mê thì thấy có thánh có phàm, có địa ngục có niết bàn. Người tỉnh ngộ rồi thì sao? Lô sơn yên tỏa, chết giang chiều chưa đi thì mong mong dễ sợ lắm không? Đến rồi bỗng thấy tâm chợt động, lô sơn yên tỏa chết giang chiều, mây ở lô sơn núi sông lô mà sóng biển chết giang y như cũ. Chưa tu thì thấy núi là núi, sông là sông. Tu một hồi rồi thì thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Mà tu khùng luôn, tu già luôn rồi thì thấy sông vẫn là sông, núi vẫn là núi. Cái gì lạ vậy? Ngộ được không? Khế được không? Hợp được không? Nếu khế hợp thì vô, giải thích không được. Cho nên niệm Phật lúc đầu niệm á là tưởng. Con niệm Phật để cho Phật nghe, hàng ngày phải tu. Nhưng mà tụt tới một cái giai đoạn rồi nó phải rỗng ràng, buông thả hết, không còn chấp có tướng Phật nữa. Tại vì tướng tổ chúng tôi đã kể cho quý vị nghe rồi, con ma nó giả làm Phật mà tướng tổ còn phải đảnh lễ. Cái huân tập của mình phải buông xả, rồi mình mới nhận chân ra cái pháp pháp không, tức là cái pháp thể của mình. Thiền cũng thế, lúc đầu nó quán chiếu hơi thở, thở vô thở ra để chi, để dẹp bỏ tất cả các tạp niệm. Nhìn vào một điểm để anh chi tầm tứ tiếp tục nhồi nhồi để anh chi để nó buông hết quý, nhưng mà nó kẹt cái điểm và nó kẹt cái hơi thở. Khi nào loại hết các vọng tưởng rồi chỉ còn chú tâm vào hơi thở, cái hơi thở nó thông dong, và tới một lúc nào nó buông luôn cái trục vào hơi thở đó thì mới thấy được cái bản thể thanh tịnh. Còn dính hơi thở thì thấy hơi thở thôi. Cho nên ở đây tổ mới nói á, nói Phật tức là nói giác, tức là cái tính biết để rõ chân tâm. Nói Phật là giác, chứ không phải Phật là không Phật bằng xi măng ở trên này. Phật là giác, là biết. Niệm Phật, niệm là nghĩ nhớ, Phật là tỉnh giác, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi đều biết mình đang làm cái gì thì đó là niệm Phật. Chứ không phải Nam Mô A Di Đà Phật mà cái tâm lăng xăng vọng tưởng. Miệng thì niệm mà tâm không có thì là niệm ma chứ còn gì nữa, theo tướng mà. Rõ ràng chưa quý vị? Cho nên niệm Phật là biết nghĩ nhớ, đi đứng hành động đều biết rõ. Niệm là nghĩ nhớ, Phật là giác, tức là làm các việc gì đều trong chánh niệm tỉnh giác thì cái đó gọi là niệm Phật. Đâu cần phải niệm nữa, lúc đầu niệm để loại trừ vọng tưởng. Mà khi loại trừ vọng tưởng rồi thì phải buông luôn cái niệm đó. Còn giữ nó thì còn kẹt, nó là phương tiện, nó là ngón tay mà thấy cứ giữ chỉnh chỉnh ngón tay thì đâu thấy mặt trăng. Cho nên ở đây tổ mới nói
tai miệng thì gọi là tục, tại miệng thì gọi là tục, mà tại tâm thì gọi là niệm. Cho nên mới nói niệm theo tâm khởi, đó là giác hạnh khởi huyền. Mà tịnh đó, theo miệng ra đó là âm, âm thanh tương đối. Cứ theo cái âm thanh thì nó là có tướng. Buông luôn âm thanh không chấp thì vào cửa. Tức là mình vẫn tụng niệm, đừng bỏ, nhưng mà đừng có dính vào trong cái âm thanh đó. Đừng nói con tụng mà tới giờ rồi là 2 giờ rồi con sám hối, mình phải tụng sám hối cho Phật, Phật tha cho con. Rõ chưa? Cho nên mới nói tâm và là nơi đến, mà tâm cũng là nơi đi. Tâm là nơi đi và tâm cũng là nơi đến. Cho nên mới nói hồi đầu thiện ngạc, nhìn thấy thì thấy, thấy bờ. Cho nên các pháp môn đều đưa tới sự thành tựu, không có cái pháp môn nào dở, không phúc mà pháp môn nào cao hết đấy. Hồi xưa Đức Thế Tôn nó có những cái người hành giả, Đức Thế Tôn nó biết cái người ta không có căn cơ, giao cho cái chổi được quét, nó có biết niệm Phật đâu mà ông cũng chứng A La Hán. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Thế Tôn ngài biết mỗi người đều có căn cơ, đưa đúng bệnh đúng thuốc, đưa cái chổi quét nó cũng chứng A La Hán. Bây giờ quý vị đưa chổi quét bao nhiêu cái chổi cùn mới quét được, không biết có thành A La Hán đâu. Cho nên mới nói tánh Phật ngoài tâm thì không có chứng được. Tâm sanh thì tội, tội sanh. Hết khởi tâm lên thì thấy có tội có phước. Mà hết không còn tâm thì tội ở đâu? Cái tâm ấy là tâm vọng mà. Cho nên tổ ở trong cái các tổ chư tổ ở trong cái kinh Nhật Tụng mới nói là tội từ tâm khởi đem tâm sáng. Hết có khởi tâm thì có tội. Mà lấy cái tâm nó đem ra sáng thì nó rỗng ra, nó không còn gì nữa, tội ở đâu mà. Xưa nay không một vật. Xưa nay không một vật. Cho nên cuối cùng nó tổ mới nói như thế này là ta vốn cầu tâm mà chẳng cầu Phật. Đấy. Rồi ra ba quái không một vật, vì muốn cầu Phật thà cầu tâm, chí tâm 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 ấy tức là Phật. Đấy. Nói rất rõ, ngoài tâm không Phật, trong tâm có Phật. Cẩn thận nha, cẩn thận nha, cẩn thận nha. Nghe rồi chấp tâm là Phật là rớt, tại vì tâm nó là phan duyên, tức là nó có tướng. Vì duyên cho nên sanh ra tâm, mà hãy chấp tâm là Phật là vướng. Đấy, là chết cái chỗ này luôn. Nói con tới chùa con tu để thành Phật, tức là chỉ có ở chùa tu mới thành Phật hay sao? Phải cạo đầu mới thành Phật hay sao? Rõ chưa? Rồi A Di Đà Phật, quý vị có câu hỏi gì không? Nãy giờ thầy nói quý vị cái tâm cũng lăng xăng rồi đó, nói có nói không á, rồi cái chấp không. Cái quan trọng là quý vị phải nên nhớ cái tâm của mình á, nó có hai loại tâm. Một cái loại mà tổ ở đây nói cái tâm nó thanh tịnh, một cái tâm ô nhiễm. Thanh tịnh là nó không có dính mắc, ô nhiễm tức là cái gì nó cũng dính. Nhưng mà nếu quý vị chấp có hai là quý vị cũng kẹt, không nương cái này thấy cái kia. Thấy một vật, nghe một vật là quý vị biết nó liền à, rờ vào đây biết đây là nó lạnh, rờ đây biết đây nó nóng. Cái gì làm cho mình biết nóng lạnh? Cái tâm thanh tịnh, cái bản thể chân như. Nhưng mà không bao giờ mình sống với nó, mình rờ đây thấy nó lạnh, cái khởi tâm phiền não, cầm cái ly sữa lên thấy nó lạnh, khởi tâm phiền não liền, nó phải đem đi hâm. Cái gì sai sử mình đem đi hâm ly sữa? Cái tâm vọng, cái tâm chân là nó rờ vô nó biết là lạnh. Chút xíu đó thôi quý vị ơi, có chút xíu đó thôi, qua sông hay không qua sông có chút xíu đó thôi. Nhưng mà tâm vọng là phải cái nghiệp mình, tại vì mình cái thói quen của mình là xưa giờ mình uống mà không phải như vậy. Cái gì làm cho thói quen? Thì là cái nghiệp. Quân tập. Quân tập. Quân tập. Cái tập khí. Cũng như cái hút thuốc vậy đó, mình muốn bỏ thôi. Hả? Tại sao mình không bỏ được? Mình cứ đổ thừa nó là cái nghiệp tôi hút luôn, tôi không bỏ được, tôi hút thuốc. Bây giờ hỏi chứ bỏ hút thuốc có chết không? Thưa thầy, con có một câu hỏi này. Tại sao mà mỗi người đều có hơi thở, mà tại sao phải quán hơi thở? Nếu mà có người nói là quán hơi thở tu thiền Vipassana mới được trí tuệ, mà người nào có hơi thở tại sao lại không có trí tuệ mà phải quán hơi thở mới có trí tuệ, là sao? Có ai nói là quán hơi thở cũng có trí tuệ? Có nhiều người nói là tu thiền Vipassana đưa đến trí tuệ, phải không? Vipassana là quán gì?
Quán Vipassana đó, thiền Vipassana là quán các sự chuyển dịch của cơ thể. Khi nó ngứa, khi nó phồng, nó xẹp, khi nó ngứa ngáy, khi nó động tĩnh, để đều quán chiếu nó. Coi cái động nó từ đâu ra, cái ngứa từ đâu ra. Phồng thì nó phồng từ đâu, xẹp thì xẹp như thế nào, quán cái đó. Cái đó cũng là một phương pháp như quán hơi thở thôi. Nhìn vào đề mục để loại trừ những cái khác. Và cứ nhồi tới, gọi là tầm tứ, nhìn ngoài, cố gắng nhìn nó. Cho nên nó ngồi quán hơi thở, người ta cũng đâu có phải chỉ quán hơi thở. Ta nhìn vào cái đề mục, nhìn vào cái điểm nào đó, điểm ngay trước mặt này. Nhìn vào đó để chi? Để loại những cái vọng tưởng không tưởng tượng nữa. Thì mình mới quay trở về, mình sống được cái chỗ đó, cái điểm đó. Rồi khi mà kẹt vào cái điểm đó, cũng phải biết buông nữa. Nó biết buông thì kẹt. Cho nên đó, học thiền hay học tịnh độ đều phải cần thầy. Quý vị đừng có nói rằng là con đó, nghe trong kinh sách nói phép tịnh độ chỉ cần niệm Phật là thành Phật. Mà nếu không có thầy đố quý vị, tổ dạy trong này rất rõ là thiền tri thức chính là thầy. Nếu không có thầy, quý vị không có vượt qua khỏi đâu. Thiền tịnh mật đều kẹt hết. Nếu mà tụng đó, mà thành Phật thì cái máy cassette nó thành Phật hết rồi. Thế còn chim két đó, nó tụng. Bây giờ hàng ngày để ở chùa đó, chúng tôi ở trên nó nuôi hai con ở bên Úc đó. Hằng ngày tụng Nam Mô A Di Đà Phật, nó nói tiếng Việt luôn. Nam Mô A Di Đà Phật, nó nói giống như vậy đó. Người ta tới cái Nam Mô A Di Đà Phật, nó nói giỏi lắm. Thành Phật không? Không thấy tánh thì niệm Phật cũng chỉ là ma. Đúng không? Phải thấy được cái Bồ Đề Tâm của mình. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ, làm tất cả các thiện pháp mà không thấy Bồ Đề Tâm thì là ma. Cho nên tu phải thấy được cái tánh nó mấy động như thế nào. Khi mình rờ vào đây mình thấy nó lạnh, biết nó lạnh. Cái gì làm cho mình biết? Cái chân giác á, cái diệu minh, cái chân giác ở chỗ đó. Nhưng mình không có sống đó đâu. Khởi lên cái tâm phiền não so sánh, so đo hiện tượng liền. Lấy một ly nước sữa, thấy nó lạnh, cái khởi cái tâm muốn đem đi. Không, nó nhanh lắm, trong một cái sát na nó bùng nó liền. Xẹt cái mình phải đem đi vô trong microwave bỏ mình. Nhưng mà cái làm gì làm cho mình biết là cái tánh biết á, là cái đó là Phật tánh á, cái đó là tánh giác á. Rồi yêu biết đó là, mà mình có sống cái đó đâu, sống trong cái điên đảo á, sách đem đi không, thì cái gì sai sử mình đứng dậy cầm cái đó đi không, cái đó là cái điện thứ ba, thứ tư, thứ năm, gọi là vọng. Nhưng mà nếu mình không nương những cái đó, làm sao mình quay trở lại cái thứ nhất? Đức Thế Tôn á, quán chiếu ngài nói chúng sanh sanh tử luân hồi, cái ngài mới ủa cái gì nó sinh ra? Cái quán mà hồi ngày thấy thập vị nhân duyên vô minh sinh hành sinh thức cứ như vậy, nó mới sinh ra sinh tử vi khổ não. Rồi ngày không tin, ngày nó chưa chắc hẳn như vậy, quán ngược trở lại, ngày mới biết đầu mối của nó là vô minh. Thấy không? Chúng ta cũng phải nương theo cái phương pháp đó để chúng ta học, nhưng đừng bắt trước. Phật là Phật, chúng ta không phải là Phật. Thấy không? Chúng ta nương theo đó công thức. Cho nên khi xảy ra một hiện tượng quán ngược quán xuôi, có cái đó nó là cái gì từ đâu mà ra? Và ngay chỗ đó nhiều khi mình thấy được cái của mình. Cái mình không giống cái của người ta. Sao giống được? Giống không? Bạch Thầy, Đức Phật đó, nghĩa là trải bao nhiêu là những thời gian để mà chỉ rõ. Bây giờ này khất sót thì á, bây giờ mình biết cái đó nó là vô minh. Đấy là bao nhiêu những cái quán kia ngài đã làm cho mình rồi. Bây giờ mình bỏ cái vô minh đi thì mình cất sót được những cái mình linh tinh, mình phải qua đủ các thứ. Thí dụ như là bây giờ phải cứ ngồi như Đức Phật rồi thiền rồi nghĩ quán đủ các thứ, từ duyên khởi các thứ. Còn có mình cấp sót thì mình cứ theo Đức Phật nói. Con làm cái đó đi. Hay là 84.000 pháp môn, bao nhiêu những kinh sách á, đọc cho hết. Như Đức Phật, dạng là Đức Phật đã đi qua những cái tiến trình đó rồi. Còn bây giờ hả, con cấp sót, con lựa một cái thôi. Bây giờ cô tâm tình đi nhà hàng thì nhà hàng đầu tiên nó đem ra cái gì? Menu.
Miếu, chính xác. 84,000 pháp môn là cái menu đó. Cô ăn món bao nhiêu món? Một món, hai món là cổ. Không? Cô chọn cái thứ gì cô thích nhất không? Thì cô ăn. Cho nên nó tùy theo. Tại sao cô này ăn hủ tiếu, tại sao cô này ăn mì? Tại tôi thích mì, tôi hợp với tôi ăn, tôi thích. Yeah. Thích. Thì cũng như vậy, cái pháp môn tu 84,000 pháp môn, chọn cái gì nó thích hợp với mình là tu. Đào giếng, Đức Thế Tôn ví như đào giếng, đào một chỗ, đào sâu xuống mãi thì thấy nước. Còn đào chỗ này chút, đào chỗ kia chút, tu kiểu này, tịnh độ mai tu mật, bốt tu thiền. Đào cái lỗ này lỗ kia rồi rốt cuộc không có nước. Yeah. Tại vì đào có chút không à. Thế thì chọn một pháp môn để tu. Yeah. Tại sao thầy Minh Tâm phải học hết tất cả các pháp môn, học ba cái làm chi vậy? Tại vì thầy có cái nhiệm vụ, không có, thầy có cái nhiệm vụ để đi giúp các Phật tử, cho nên phải biết để đưa cái món ăn nó thích. Nếu nào muốn học mật qua đây, nào muốn học thiền chỉ, phải biết để hướng dẫn nó. Nhưng mà hỏi thầy tu cái gì, thầy chẳng tu cái gì hết. Thầy tu có một cái Phật thừa tối ngày quán chiếu, khi cái sanh ra biết nó sanh như thế nào, diệt biết như thế nào. Yeah. Một pháp môn mà thôi. Mà thầy không lẽ thầy nói cho quý vị nghe đấy, thầy tu một cái rồi quý vị lại nói thầy tu kiểu đó, vậy thì bắt chước thầy. cái tâm khỉ nó xảy, nó nhảy ra liền phải không? Cũng như là thầy là một người mà đầu bếp mà gọi á, sếp á, đúng rồi, sếp á, thầy biết đủ món đông tây, xào nấu sao biết các thứ. Thế nhưng mà hỏi thầy, thầy thích ăn cái gì? Thầy ăn gì? Thầy ăn cơm nguội, thầy ăn rau muống với tương với thôi, cơm nguội, thế đơn giản. Cho nên cái chuyện mà thầy ăn cái gì nó khác với cái chuyện thầy xào nấu làm sao. Quý vị đó chưa nè. Ta bây giờ cẩn thận nha, đừng có lăn sang cái chỗ này. Thầy ăn cái gì và thầy xào nấu như thế nào, đó là tánh và tướng. Cẩn thận cái chỗ đó. Thầy ăn cái gì đó là tánh, và thầy xào nấu cái gì đó là tướng. Luận cho kỹ đi. Thấy chưa? Cái diệu dục, hai tay, con mắt xào kiểu gì, biến hóa ra nhiều đĩa. Cái dục cái gì? Đó là tướng. Còn thầy ăn cái gì thì cái đó là cái tánh. Biết làm được hết các thứ nhưng mà không hẳn nhất thiết là phải ăn các thứ. Thấy chưa? Đó chưa? Có nghĩa là sao? Không có dính. Nếu thầy dính thì thầy phải ăn cái đó nha. Thì ăn thế tất cả trăm cả ngàn món thì cái đó bội thực đấy. Bây giờ về ăn rau muống với cơm thì hợp với thầy, bởi vậy thầy dạy cho nhiều mà chúng con về cũng ăn rau muống. Thế tức là bắt trước thầy không rau muống xào rồi ai gì đã phật. Quý vị còn câu hỏi gì nữa không? Rõ chưa? Đi đứng nằm ngồi, thiền không phải là ngồi bó gối, niệm Phật không phải là đợi tới lúc có việc rồi mới Phật. Ai mắng chửi mình nói A-di-đà Phật. Quý vị học rồi gì? Cái lúc ấy trẻ rồi. Cái niệm Phật nó đi sâu cái niệm nhuế. Thì cái A-di-đà Phật nó vào trong A-lại gia thức, và cái tiếng nghe chửi phiền não nó cũng vào trong A-lại gia thức luôn. Hai cái nó lúc trong đó. Chứ không phải lấy cái A-di-đà Phật mà trừ được cái phiền não đâu. Cái phiền não nó đi thẳng vào ngay trong cái lại giải thích, nó nằm nó lúc mà mình không biết, rất là vi tế. Còn khi mà mình nghe đó, mà mình niệm Phật thì cái niệm Phật của mình nó cũng đi vào, không đi vào sau. Cho nên pháp môn niệm Phật là đi đứng nằm ngồi đều phải niệm Phật không rời. Nếu quý vị buông một sát na thôi là lập tức ma nó nhảy vào. Người niệm Phật phải kiên trì không rời cái tiếng niệm Phật thì mới thoát. Còn đợi có người ta mắng chửi có hữu sự rồi mới A-di-đà Phật. Lỡ vấp té cái A-di-đà Phật thì cái A-di-đà Phật đó và cái té phiền não, hai cái nó vô rồi. Cái phiền não đi trước nó vô nằm đó. Ma nó vô trước rồi, nó chiếm chỗ rồi. Cho nên người tu phải kiên trì và phải hành sự luôn luôn, không phải đợi tới việc. Ngồi thiền là lúc nào cũng thiền, đi đứng nằm ngồi cũng thiền. Thầy đang giảng thầy vẫn phải kiểm tra cái tâm nào sinh, nhìn chung quanh này muốn giúp cho Phật tử thấy người Phật tử nó vậy thì lập tức mình khởi cái tâm liền, phải kiểm tra cái tâm mình nè. Tâm gì vậy? Tự nhiên thấy người này nó hơi nó tội nghiệp nó, thì cái tâm gì khiến ra mà cái chữ tội nghiệp? Mình phải kiểm tra mình nè, cái đó là tu đó. Còn nếu buông lơi liền là kẹt ngay thành ma liền.
niệm Phật đi đứng nằm ngồi đều niệm, chứ không phải đợi tới đúng giờ có mó tụng kinh. Tụng kinh ở trong tâm nè, lúc nào cũng cốc cốc beng beng lạy Phật. Con bây giờ từ bỏ tham sân si, không nghe, không thấy, không ngửi, thấy mà như không thấy, ngửi mà như không ngửi. Lúc nào cũng niệm Phật thì nó trấn áp hết. Còn đợi tới đúng giờ mới niệm Phật thì ngoài cái giờ đó là ma niệm. Ma nó nhảy vô ngay, giữa ma và Phật nó chỉ chờ mình sơ hở là nó nhảy vô. Nhưng mà thiền cũng vậy. Nhưng mà tới lúc vô niệm rồi ma nó không nhảy vô được là tại sao thưa thầy? Tại sao lúc nào nó vô niệm? Thầy nói là niệm là tới chừng không biết mình niệm, không còn niệm mà tự động có niệm. Thì làm gì có ma lúc đó? Nghe đấy. Người ta trả lời đó. Có người hỏi người trả lời đó. Yeah. Thánh phàm, ma Phật đều do tâm biến hiện, thấy không? Phật cũng nói, cái tổ cũng nói vậy. Hay khởi một niệm ác thì tức là ma, khởi một niệm thiện là Phật. Mà nếu không còn một cái niệm nào nữa, rõ chưa? Ma đâu có. Bản chất của ma chính là Phật. Không ma không Phật luôn. Mà chưa, đừng nói nha, chưa qua sơn đừng nói như vậy, nói vậy mà chết. Phật dạy rất rõ ràng trong kinh Nikaya: này các tỳ khưu, các ông không thể hiểu được cái tâm của các ông cho tới khi nào các ông chứng A-la-hán. Có nghĩa là phải vượt qua cái sanh tử, vượt qua cái chướng ngã, ngã. Cái ngã của mình phải phá tan cái ngã đi thì mới thấy được cái tâm của mình. Bây giờ mình nói theo văn tự mà nói về lỗi à. Nói về cái tâm của mình tự nhiên nó nhốt vô đó, nó kẹt cứng trong đó, chứ không có lỗi gì với Phật đâu. Mà cái tâm của mình bị nhốt ngay, cái pháp thân mình bị nhốt ngay trong đó. Tại vì mình tưởng à. Mà tưởng thì là đầu mối của 12 loài chúng sanh ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thấp sanh, loãn sanh, hóa sanh đều do tưởng mà bắt ra. Cho nên đừng nói thế cho tới khi nào qua sông. Chưa qua sông đừng buông bè, không? Vẫn phải dựa kinh điển, vẫn phải cung kính, nhưng mà phải thường xuyên năng nổ, tinh tấn, không rời. Nếu muốn liễu đoạn sinh tử, người tu pháp môn niệm Phật đi đứng nằm ngồi đều phải niệm Phật. Đừng có nói lúc nào rảnh con mới niệm Phật, không được, ma nó nhảy vô liền. Bạch thầy, như vậy là niệm trước khi mà con tắt ý. Đúng vậy. Thầy đã dạy trước rồi. Đúng rồi. Trước rồi. Mà hễ niệm mà trước khi con tắt ý thì cái tắt ý nó theo cái niệm. Dạ. Vẫn có tác ý à, không chạy được khỏi à. Nhưng mà cái tác ý nó theo cái niệm. Mà hãy niệm Phật thì cái tác ý là tác ý Phật. Dạ. Tức là mình làm các việc thiện, tâm mình không bao giờ muốn làm việc ác nữa, không bao giờ muốn làm nhuế nữa. Mình chỉ muốn làm việc thiện, nhưng mà đó là bước đầu thôi. Tại vì hễ có phân biệt thiện ác thì có đối đãi, có thương có ghét. Thấy người làm thiện thì ưa thích, mà thấy người làm ác thì ghét. Tâm đó là tâm phân biệt. Đấy, yeah. Thấy chưa nào? Okay. Cho nên bước đầu cứ như vậy. Mình đang học mẫu giáo, mình phải tập như thế. Lên tới trung học, mình phải tập như thế. Lên tới đại học, phải tập như thế. Chưa tu thì thấy núi là núi. Tu một hồi rồi thấy núi cũng là không. Tại vì giáo lý nói đều, nói các pháp đều không. Nhưng mà chấp cứng ngắc đó là khỏi ra luôn. Cho nên chúng tôi nhiều lúc nói với chư Tăng Ni, mà tâm tình chúng tôi nói vào cửa thiền rất khó. Cạo cái đầu nó khó lắm, tại vì dám dứt bỏ cha mẹ anh chị em, dứt bỏ cái ái nhiễm để mà vào tu trong này rất là khó. Nhưng mà bước ra khỏi cửa chùa còn khó hơn nữa. Tại vì bước ra rồi phải có áo cà sa, phải có cạo đầu, phải đi đứng oai nghiêm, tứ oai nghi, là tự mình đóng cái tù, mình nhốt cái gông mình nhốt vô đó. Không có thông dong tự tại. Cho tới khi nào liễu tri được các pháp rồi bước ra khỏi cửa chùa mà vẫn như ở trong chùa, cái đó mới là tu. Cái đó mới là tu. Coi lại đi, lịch sử các tổ đều y như thế. Chưa thì phải giữ giới. Qua xong rồi các ngài chẳng có làm gì hết, mà tự nhiên bản thể thanh tịnh, thì bản thể thanh tịnh chính là giới. Không cần giữ giới mà giới vẫn giữ. Đâu cần phải lo lắng là không biết cái này nó có phạm giới trộm cắp không, cái này có phạm giới sát sanh không, giết một con gián có phạm giới sát sanh không. Muốn giết cứ giết, không tác ý thì chỗ nào? Thầy kể làm con nhớ cái chuyện tế điên. Tế? Con thích coi lắm. Nguyện đem công đức này hướng
tất na ca đệ tử và chúng sinh đều đồng thành Phật đạo. A Di Đà Phật, thành kính tri ân chư tôn đức đã từ bi hoan hỷ đến chứng minh cho pháp hội ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý pháp lữ đồng tu đã đến lắng nghe, đặt những câu hỏi rất là lợi lạc cho đạo tràng.